Chào các bạn, rất vui khi được chia sẻ niềm đam mê của mình với các bạn và mong muốn mang đến cho mọi người những phút giây thư giãn và tràn đầy niềm vui. Nếu thấy video thú vị và hữu ích, hãy like, share và đăng ký để ủng hộ kênh của mình. Sự ủng hộ của các bạn là động lực để kênh phát triển và tạo ra nhiều nội dung tốt hơn trong tương lai. Cảm ơn các bạn. Tập 3, chương 41, 1% xác suất phát động đặc thù đạo cụ nếu không phải là bởi vì những thứ lặt vặt này biên phải nhanh, kỹ năng đầu soát phải nhanh, quý tinh nhiên cũng sẽ không có rảnh rỗi như vậy tình lịch sự tao nhã. Nàng không nghĩ lại nhiều chờ một ngày, liền lôi kéo thẩm tuệ tâm buổi tối hôm nay lớn biên đặc biệt biên. Thẩm tuệ tâm mặc dù thân thể không tốt, nhưng là thấy nữ nhi hôm nay hào hứng đặc biệt cao, cũng liều mình bồi quân tử. Hai mẹ con trên tay không ngừng, rốt cục, tại trời tối về sau sau hai canh giờ, quý tinh nhiên thu được hệ thống thông báo áp phong, chúc mừng túc chủ, trung cấp bệnh kỹ năng tiến độ, 10001000, có thể thăng cấp hối đoái, kích động tâm, tay run rẩy. quý tinh nhiên nàng vui vẻ phải nghĩ trống to, quý tinh nhiên một giây nằm xuống, nhắm mắt lại ngưng thần tiếng không gian nhìn điện thoại, trải qua một đoạn thời gian tích lũy, sinh tồn điểm lên đến 123, vì cho ba đài điện thoại nạp điện, lại tiêu hao ba cái sinh tồn điểm, trước mắt còn lại 120 cái. Kỹ năng mới có sơ cấp thảo dược chế tác, sơ cấp phẫu thuật, cùng trung cấp thái cực quyền, cùng sơ cấp công cụ sửa chữa ở bốn hạng. Bởi vì kỹ năng mới độ khó tương đối lớn, chỉ có thái cực quyền lên tới trung cấp, còn lại ba loại đều cùng vào phòng ốc kiến tạo, đồng dạng, vẫn còn sơ cấp. Bệnh kỹ năng vẫn là thứ nhất xông lên cao cấp, quý tinh nhiên không có chậm trễ, lựa chọn lập tức thăng cấp hối đoái. Chúc mừng tốt chủ thăng cấp thành công, cao cấp bệnh kỹ năng tiến độ, 0100000, ban thưởng sinh tồn điểm 100, trước mắt sinh tồn điểm còn thừa, 220, cao cấp bệnh kỹ năng đem tăng lên bệnh tốc độ 50%, tăng lên hàng len chất 50%, cũng có 1% tỷ lệ phát động đặc thù đạo cụ, hạng bệnh tương quan vật phẩm, quý tinh nhiên, nàng gắt cao móc ở chiếu rơm mới khiến cho mình không có ngay tại chỗ thét lên ra tới, tốc độ tăng lên cùng phẩm chất không phải cần gấp nhất, dù sao nàng hiện tại đã bệnh rất nhanh, nhưng là, có thế phát động đặc thù đạo cụ. Quý tinh nhiên không có cách nào không kích động, mặc dù chỉ có một phần trăm xác suất nhưng là đặc thù đạo cụ bốn chữ cũng đủ để cho người hưng phấn đến bạo rạp quý tinh nhiên cũng không phải là rất muốn ngủ cảm giác chỉ muốn thức đêm bệnh đến một trăm cái vật phẩm nhìn xem cái này đặc thù đạo cụ là cái gì tốt sao chẳng qua vẫn là thân thể quan trọng ban ngày liên tục đi đến bảy tám cái canh giờ đối thể lực tiêu hao là to lớn quý tinh nhiên sẽ không làm loại này hủy đi tường đông bổ tây tường sự tình cưỡng ép thuyết phục mình ngủ sáng sớm hôm sau như cũ lên trước nhìn khí trời cùng lịch ngày, thời tiết vẫn được, chỉ là nhiệt độ không khí hạ xuống đến ban ngày 25 độ, ban đêm 15 độ, 15 độ ban đêm kỳ thật đã rất lạnh, nhất là bọn hắn không có chăn bông, chiếu rơm khỏa lại nhiều tầng cũng vô dụng, vẫn là lạnh, thẩm tuệ tâm lặng lẽ dùng chiếu rơm, phải vóc khâu cái mấy tầng vỏ chăn, ban đêm lúc ngủ, lặng lẽ đem bọn hắn leo núi dùng cách nhiệt phòng ẩm đệm đem thả đi vào, đệm ở dưới thân tốt xấu có thể ngăn cách một chút mặt đất truyền lên băng lãnh, lịch ngày biểu hiện cũng coi như bình thường. Quý tinh nhiên trải qua nếm thử, đã nắm giữ lịch ngày cách dùng, mỗi ngày không điểm lịch ngày sẽ đổi mới, nhắc nhở một nghi một kỵ hai chuyện, nhưng nếu như còn cần cụ thể xem bói một kiện nào đó chuyện, có thể lại hoa cả đời tồn điểm tiến hành xem bói, sẽ biểu hiện chuyện này các hung, các bình thường là nhắc nhở canh giờ hoặc là phương vị, hung thì sẽ cho ra đối ứng phương pháp phá giải chỉ có điều lưu vong trên đường nguy hiểm cũng không nhiều, quý tinh nhiên còn muốn sớm ngày tích lũy đủ một nghìn sinh tồn ấn mở khải màu cam mua sắm phần mềm, liền không có đem sinh tồn điểm lãng phí ở hoàng lịch xem bói bên trên. Quý tinh nhiên đem kỹ năng thăng cấp sự tình cùng quý xương minh cùng thẩm tuệ tâm nói, quý xương minh rất là kinh hỉ, vậy ta bệnh tốc độ cũng tăng lên rồi, hắn mặc dù biết, nhưng là quả thực không yêu loại này việc thủ công, thẩm tuệ tâm trợn nhìn quý xương minh một chút, liền ngươi tốc độ kia, sợ không phải mạnh mẽ liên lụy ta cùng nhiên nhiên. Quý tinh nhiên căng dặn hai người bọn hắn, hôm nay, nhiều nhất hai ngày này đi, chúng ta nhất định phải bệnh đến một trăm kiện đồ vật, có thể sẽ có đặc thù đạo cụ xuất hiện. Quý xương minh hăng hái, vậy chúng ta biên cái gì? Quý tinh nhiên nói chính mình suy đoán, ta nghĩ tới, đặc thù đạo cụ khả năng cùng vật phẩm bản thân có quan hệ, chúng ta biên nhiều đồ như vậy bên trong, giày cỏ, chiếu rơm, cái cùi hữu dụng nhất. Mũ rơm tác dụng không lớn, bởi vì hiện tại ban ngày mặt trời không có trước đó độc ác như vậy, lưới đánh cá có có thể thay thế tính, bởi vì chúng ta đã có cần câu, cha ban đêm cũng bắt đầu hạ cái sọt, cho nên tạm thời cũng không khẩn yếu, như vậy, chúng ta trọng điểm ngay tại chiếu rơm, dày cỏ, cái gùi bên trên, bệnh cái này ba loại tốt nhất, quý tinh nhiên rất khẳng định nói, quý xương minh cùng thẩm tuệ tâm hiểu, tốt, liền nghe ngươi. Xe cút kiếp để bao thẩm các nàng đẩy, phần lớn đồ vật cũng làm cho bao thẩm các nàng cổng một nhà ba người khinh trang thượng trận, chỉ cắt lưng một cái cái gùi, bên trong chứa thu thập sợi đằng cùng mềm dai cỏ, chuyên tâm bệnh, một bên đi đường, mỗi bệnh ra tới một vật, quý xương minh cùng thẩm tuệ tâm liền lấy cho quý tinh nhiên kiểm tra, quý tinh nhiên kiểm tra rất cẩn thận, mặc dù nàng cũng không biết đặc thù đạo cụ sẽ là cái dạng gì, nhưng là nàng tin tưởng vững chắc, nếu như có khác biệt, nàng nhất định có thể nhìn ra, liên tiếp hơn 20 kiện vật phẩm, từ trong ra ngoài, quý tinh nhiên đều kiểm tra ba lần không thôi nên kéo kéo nên túng túng cũng đều sử dụng một lần đều không có chút nào dị dạng liền là phổ thông dày cỏ chiếu rơm cái gùi quý tinh nhiên sau khi xem cũng không đem tinh lực để ở chỗ này lãng phí trực tiếp đem đồ vật đều cho quý xương minh để quý xương minh đưa cho quý phú đình cùng quý vân đài đi phân cho bọn hắn trong đội ngũ những người khác mọi người cảm kích không thôi đều cảm thấy quý tinh nhiên một nhà ba người trong tay không ngừng là đang vì bọn hắn đều có thể thay đổi rắn chắc dày cỏ cùng cái gùi mà cố gắng, quả thực cảm động đến rối tinh rối mù. Liền mấy cái lão đầu lão phụ nhân đều liên tục cầu nguyện, quý nhị lão gia một nhà nhất định sống lâu trăm tuổi, quý phú đình cùng quý vân đài hướng quý xương minh một nhà nói lời cảm tạ, xương minh huynh một nhà đại nghĩa, quả thực để huynh đệ hổ thẹn, cảm kích, đại ân đại đức, nhất định ghi nhớ trong lòng, quý xương minh khéo đưa đẩy bồi thường quá khứ, đương nhiên sẽ không nói cho bọn hắn đây chỉ là bọn hắn một nhà ba miệng khảo nghiệm phế phẩm, cầm ở trong tay mới chậm trễ đại sự của bọn hắn, sớm một chút phân đi ra giao cho các ngươi xử lý, khả năng tiết kiệm tinh lực của chúng ta cùng thể lực tiếp tục bệnh, đưa tiễn quý phú đình cùng quý vân đài, một nhà ba người vùi đầu gian khổ làm ra, hơn hai mươi kiện, lại hơn hai mươi kiện, lại hơn hai mươi kiện, rốt cục. Trong biên chế đến thứ 87 kiện vật phẩm thời điểm, thẩm tuệ tâm trầm thấp mà kinh ngạc thốt lên một tiếng, Minh ca, nhiên nhiên, các ngươi đến xem, quý tinh nhiên vội vàng thả tay xuống bên trong còn tại bệnh dày cỏ, đến xem thẩm tuệ tâm trong tay đồ vật, tay một trúng vào thứ này, quý tinh nhiên liền toàn thân chấn động, cái này nếu không phải đặc thù đạo cụ, nàng tại chỗ đem vừa biên đáy dày cho ăn, quý xương minh nặng như vậy lấy tỉnh táo một người, lúc này cũng sờ lấy thứ này, hai mắt trừng phải thẳng tắt, miệng bên trong cùng cái tiểu lão đầu, không ngừng lẩm bẩm, ai nha nha, thứ này, ai nha, ai nha, đây thật là, giải quyết chúng ta vấn đề khó khăn không nhỏ. Chương 42, trời đông sắp tới, thẩm tuệ tâm bệnh chính là một đầu chiếu rơm, một đầu bề ngoài nhìn qua bình thường phổ thông chiếu rơm, thậm chí mặt ngoài sờ lên cũng sẽ không có cảm giác đặc biệt gì. Nhưng là, như sờ đến cỏ này tịch mặt khác, xúc cảm liền hoàn toàn không giống, mềm mại, trơn nhẵn, dày đặc, liền cùng sờ một đầu dày chăn bông đồng dạng. Quý tinh nhiên nắm tay đặt ở chiếu rơm phía dưới, không đến nửa phút, liền có thể cảm giác được tay ấm áp, quý tinh nhiên ngẩng đầu cười ngây ngô chúng ta ban đêm đi ngủ cũng không tiếp tục lạnh thứ này chính là thỏa thỏa một đầu chăn bông a à. cuốn lại thời điểm nó chính là một đầu phổ thông chiếu rơm từ ngoại hình đến xúc cảm đến trọng lượng hoàn toàn không có cái gì đặc biệt quát phong Sugar bày ra lên thời điểm một mặt vẫn là chiếu rơm xúc cảm có chút cứng rắn còn có một chút cấn đụng phải không có xử lý tốt dây leo còn sẽ có một chút đâm người nhưng là mặt khác hoàn toàn chính là một đầu dày đặc chăn bông, mềm mại, ấm áp, còn có cùng lớn chăn bông giống nhau như đúc trọng lượng cảm giác. Lúc này mặt trời đã nhanh xuống núi, còn có một canh giờ bọn hắn liền sẽ hạ trại nghỉ ngơi. Quý gia ba miệng đã không kịp chờ đợi muốn thử xem đầu này chăn bông. Lần đầu, ba người không đi đi săn không đi làm cơm, đồng loạt tiến vào ổ chăn, thẩm tuệ tâm thân thể yếu nhất, ở giữa, quý xương minh cùng quý tinh nhiên một trái một phải. Ba người, dưới thân đệm chính là năm tầng có nhân cách nhiệt phòng ẩm đệm chiếu rơm vải bố phòng ẩm đệm vải bố chiếu rơm. Trên thân đóng chính là một đầu thật mỏng bình thường phổ thông chiếu rơm nhưng xúc cảm lại như là một đầu tám cân lớn chăn bông, gọi là một cái dễ chịu, một nhà ba người uống tại ấm áp trong chăn, lộ ra đồng loạt hưởng thụ biểu lộ, quá hạnh phúc, cách đó không xa bao thẩm các nàng múc nước nấu cơm, nhìn xem chủ tử một nhà ba người dáng vẻ, hơi nghi hoặc một chút, bao thẩm, lão gia phu nhân tiểu thư bọn hắn làm sao rồi? Phát cái chiếu rơm thế nào cao hứng như vậy dáng vẻ, bao thẩm trừng trở về, làm ngươi sự tình đi. Chủ tử sự tình là chúng ta có thể nghe ngóng. Chủ tử bảo làm gì thì làm cái đó, đừng lắm miệng, quý tinh nhiên bọn hắn uống tại dưới chăn không nguyện ý ra tới, bên ngoài bắt phong túc túc, trong chăn ấm áp như xuân, loại cảm giác này, có thể so với bọc lấy chăn mền thổi điều hòa không khí. Quý tinh nhiên thỏa mãn hít mắt lại, cũng không tiếp tục sợ đi ngủ lạnh. Thẩm tuệ tâm cười nói, có lạnh hay không vẫn là thứ yếu, mấu chốt là không thể cảm mạo, ta nhìn chúng ta muốn chế biến một chút thảo dược, ta hôm nay đều nhìn thấy mấy người đang đánh hát xì. Mặc dù phong hàng cảm mạo truyền nhiễm xác suất rất thấp, nhưng là cái này một mực nhảy mũi lưu nước mũi khắp nơi khục đàm. Cũng làm cho thẩm tuệ tâm không thể tiếp nhận, vạn nhất bọn hắn bản thân liền mang theo tật bệnh gì, dạng này là rất dễ dàng thông qua bay mạc truyền bá thẩm tuệ tâm chuyên chú vào bảo trụ mạng nhỏ, tí xíu ngoài ý muốn đều muốn chú ý, thẩm tuệ tâm để cha con hai cái đều cảnh giác lên, là, nhất là chúng ta hiện tại nhiều như vậy người cùng ăn cùng ở, nhất là phải cẩn thận, lập tức. Quý Sương Minh để thẩm tuệ tâm vẫn như củ bọc lấy chăn mình ngồi dưới tàn cây bệnh đồ vật, mình cùng Quý Tinh Nhiên thì chia ra hành động đi. Quý Tinh Nhiên tìm đến Song Nhi, nghiên cứu chống gió rét chén thuốc, điều kiện có hạn, có thể lợi dụng cũng chính là giả hành, Giả gừng những cái này, song nhi nói, đây cũng không phải tiệm thuốc bên trong học, là chúng ta nông thôn vẫn luôn có đơn thuốc, nếu là lây nhiễm phong hàn, liền dùng xanh nhạt sắc canh phục dụng, còn có thể dùng xanh nhạt, tỏi, gừng đập nát, thoa tại chỗ rốn, lấy cháo nóng canh nóng kích phát dược hiệu, song nhi tại quý tinh nhiên cổ vũ dưới, hiện tại cũng dám chủ động nói ra bản thân chủ ý, quý tinh nhiên nói, vừa vặn, ta còn thu thập không ít giả hành cùng giả gừng đâu, về phần tỏi để lão cha đi tìm quan binh muốn một điểm là được, còn có thế thuận tiện đổi hai cây củ cải đến, cắt thành tia, nấu cái củ cải canh, cốt xấu có thế ủ ấm thân thể, quý tinh nhiên một nhà uống tại trong chăn uống vào canh nóng, đừng đề cập nhiều dễ chịu, cùng bọn hắn cùng nhau 50 người, cũng thỉnh thoảng có canh cá, gà rừng thỏ rừng ăn. Trước đó kia mười ngụm nồi sắc lớn thịnh thịt thỏ đại loạn hầm, đều bị quý xương minh từng chút từng chút chuyển ra tới tiêu hao, sau đó cùng người ta đổi thành gà rừng trứng, tươi mới thịt cá thịt gà, cho người trong nhà ăn. Mặc dù điều kiện có hạn, nhưng là thẩm tuệ tâm là một đại học y khoa giáo sư, đối ẩm ăn vẫn là rất giảng cứu. Nếu là không có ba lô cũng coi như, chúng ta hiện tại có ba lô, đều muốn ăn tươi mới, khỏe mạnh đồ ăn, quý tinh nhiên. Nương ngươi đây là giải thích ta trước đó làm đồ ăn không khỏe mạnh thôi, thẩm tuệ tâm liếc tới cho ngươi một ánh mắt, chính ngươi trải nghiệm một chút, quý tinh nhiên cười hắc hắc, là không tốt lắm ăn a à đều cầm đi đổi đổi, chẳng qua dù vậy, thời tiết vẫn là ngăn cản không nổi rét lạnh lên, lên đường nửa tháng sau một ngày nào đó, quý tinh nhiên bị quan binh tiếng chiên đánh thức, còn không có ra ổ chăn, vừa duỗi cái cánh tay ra tới, liền bị đông cứng phải khẽ run rẩy, vội vàng đem cánh tay cầm trở về, chuyện gì xảy ra? Làm sao đột nhiên như thế lạnh? Quý tinh nhiên đánh lấy rùng mình nói, quý sương minh cùng thẩm tuệ tâm cũng tỉnh, nhìn bốn phía một cái, lập tức cảm thấy chính là trầm xuống, hạ nhiệt độ, bây giờ đã là âm lịch đầu tháng 9, nếu như đặt ở hiện đại, hẳn là không sai biệt lắm trung tuần tháng 10, nếu là tại phương nam, có lẽ còn tốt, nhưng là tại phương bắc, lúc này chính là gian nan nhất thời điểm. Quý Sương Minh ha lấy khí nói, đông bắc lúc này đều muốn bắt đầu cung cấp ấm, mặc dù phương bắc cung cấp ấm bình thường là ngày 15 tháng 11 trái phải, nhưng là phương bắc khu vực bao la, có nhiều chỗ tháng 10 giữa kỳ liền bắt đầu cung cấp ấm thẩm tuệ tâm cho mày cái này cổ đại có cung cấp ấm nói chuyện sao nếu không có nói mùa đông sợ là muốn chết cống không ít người quý tinh nhiên nói hẳn không có đoán chừng cũng chính là đốt giường quý xương minh cũng gật đầu đây còn phải nói đừng nói là hiện tại chính là bảy mấy năm cũng còn có chết cống chết đói đây này thẩm tuệ tâm tâm càng chìm biểu lộ cũng nghiêm túc lên mau dậy nhìn xem chỉ sợ đêm qua đã có người chết cống quan binh gõ nửa ngày cái chiên, thấy còn có người không có lên, liền lên trước thúc giục, kết quả một trưởng đẩy xuống, người trực tiếp nối thẳng thông lăng đi một bên, chết rồi, đều cứng, có rất nhiều tiểu hài tử đều dọa đến khóc lên, quý phú đình cùng quý vân đài cũng gấp vội vàng tìm đến, chúng ta nơi này không người chết, bên ngoài, chết năm cái, cảm giác này thật làm cho lòng người bên trong rất không thoải mái, ba ngày đi đường rốt cục không nóng, thế nhưng là gió cũng lớn hạ nhiệt độ quả thực là không hề có đạo lý đột nhiên đến, quý tinh nhiên mặc trên người mấy kiện quần áo, nhưng vẫn là chống cự không được hàng phong, quý sư minh nói, ngàn tầng vạn tầng, không bằng bên hông quét ngang đây là chúng ta quê quán, nhiên nhiên ngươi dùng dây cỏ tại trên lưng thắt chặt, đem quần áo che kín. quý tinh nhiên run rẩy đáp lời, hệ, vô dụng a. À. Lúc đầu trên người bọn họ y phục chính là từ người khác nơi đó đổi lấy, cao thấp mập ốm đều không giống, nơi này khoảng 5 tầng, nơi đó lộ ra hai kiện, thẩm tuệ tâm nói, phải áo bông mới được, những cái này cái gì vải đây vải bố khe hở đều lớn hơn, tơ lụa lại không đủ kháng đánh, chỉ có áo bông khả năng chống cự rét lạnh, nhưng theo bọn hắn dần dần xâm nhập phương bắc vùng đất nghèo nàn, bốn phía thảm thực vật cũng càng ngày càng ít, đừng nói quả dại, hiện tại liền lục sắc đều cơ hồ không nhìn thấy, đi nơi nào làm bông, chương 43, bị học, liền rất không hợp thói thường. Quý tinh nhiên cũng cảm thấy rất đau đầu, nàng nhưng thật ra là có biện pháp, cao cấp bệnh kỹ năng có một phần trăm xác suất có thể phát động đặc thù đạo cụ, tựa như bọn hắn một mực đang dùng chiếu rơm chăn bông, thật sự là cứu mạng gia hỏa, lẽ ra chỉ cần tiếp tục bệnh, ba người cùng một chỗ động thủ, ba năm ngày làm sao cũng có thể phát động một lần, nhưng vấn đề ngay tại ở, thời tiết lạnh, bệnh nguyên vật liệu cũng hết rồi. Trên đường căn bản không thu thập được dây leo, liền rơm rạ đều không có đều bị lưu vong trong đội ngũ những người khác hao đi, nhét vào trong quần áo sưởi ấm chuyện này đối với bọn hắn đến nói cũng là bảo mệnh đồ chơi quý tinh nhiên bọn hắn không thể nào đi tranh coi như trên tâm lý lãnh huyết không có trở ngại an toàn bên trên cũng không được ngươi hao rơm rạ vì tăng lên kỹ năng người ta hao rơm rạ vì bảo mệnh ai ác hơn ngẫm lại liền biết quá quý xương minh không có tính toán để người nhà đi đoạt thức ăn trước miệng cọc nhưng cứ như vậy đặc thù đạo cụ liền không có cách nào phát động nhất là giống chiếu rơm chăn bông dạng này lớn kiện hiện tại ba ngày thu thập dây leo rơm rạ đều biên không ra một tấm nếu là làm một ít đồ chơi quý tinh nhiên lại cảm thấy là đang lãng phí tỷ lệ ví dụ như nàng cho tiểu hài tử biên những cái này cái gì hồ điệp châu chấu ngẫm lại liền biết sẽ phát động cái gì đạo cụ không dùng được càng nghĩ quý tinh nhiên đưa ánh mắt bỏ vào ở mỗi ngày nhiệm vụ bên trên quý tinh nhiên có ba cái nhiệm vụ ô vuông nhiều nhất có thể nhận lấy ba cái nhiệm vụ nhưng nếu như một ngày trước nhận lấy nhiệm vụ không hoàn thành đằng sau cũng chỉ có thể nhận lấy hai cái thậm chí một cái nhiệm vụ có thể chọn nhưng không thể từ bỏ nhưng cũng may quý tinh nhiên vận khí không tệ lần trước quả quyết thu thập điền vượng bọn hắn về sau hệ thống phán định ngay lúc đó nhiệm vụ ba phát hiện cũng giải trừ một cái nguy cơ hoàn thành ban thưởng một cái ngẫu nhiên gói quà quý tinh nhiên mở ra một cái sạc dự phòng không sai chính là mọi người nghĩ loại kia sạc dự phòng năng lượng mặt trời, lấy ra về sau là một khối hòa thị bích bộ dáng đồ vật, đặt ở dưới ánh mặt trời liền có thể thu thập sạc pin năng lượng mặt trời. Chỉ là có chút nghi ngốc thiếu quý tinh nhiên bị lưu vong, ba ngày muốn một mực đi đường, muốn nạp điện, vậy cũng chỉ có thể hai tay đem hòa thị bích sạc dự phòng cho dơ lên, thật đúng là quá ngu, cho nên trước mắt chỉ có thể đặt ở cái cùi phía trên nhất, như vậy chính là đi đường phải cẩn thận, bước chân thả chậm, cái cùi bảo trì dọc theo dù sao thứ này chất liệu cùng hòa thị bích cũng kém không nhiều, xem bộ dáng là một ném liền sẽ nát cái chủng loại kia, vạn nhất đi đường sóc nảy, vậy coi như ba một cái, không có. Tiếp một hồi nhiệm vụ, quý tinh nhiên cũng tổng kết ra quy luật, có thể chọn nhiệm vụ bình thường tương đối đơn giản, đối ứng ban thưởng cũng tương đối bình thường, bình thường là một đến ba cái sinh tồn điểm, hoặc là đồ ăn một phần, phân lượng đại khái tương đương với một phần thức ăn ngoài phân lượng, ví dụ như lần trước chén kia mì tôm thỉnh thoảng sẽ có đặc thù ban thưởng ví dụ như ngày đầu tiên, công cụ gói quà, cùng loại miêu gói quà, nhưng phát động tỷ lệ rất nhỏ, độ khó cũng lớn hơn một chút, trừ trước 3 ngày bên ngoài, đằng sau gần như 10 cái trong nhiệm vụ mới xuất hiện một cái đặc thù ban thưởng, quý tinh nhiên bởi vì từ bỏ loại miêu gói quà, cho nên hiện tại chỉ lấy được hai cái công cụ, một chiếc đao sắt, một cái sạc dự phòng, dẫn đến quý tinh nhiên rất hối hận từ bỏ cái kia loại miêu gói quà. Ô ô ô, nàng cũng không biết cái này xuất hiện tỷ lệ nhỏ như vậy a à. chủ quan chủ quan cũng may tổng kết ra quy luật về sau quý tinh nhiên nhận lấy nhiệm vụ thời điểm liền đặc biệt chú ý nhận lấy đặc thù ban thưởng nhưng vấn đề là nhận lấy nàng cũng kết thúc không thành a à. lưu vong trên đường muốn cái gì không có gì muốn nguyên vật liệu không có nguyên vật liệu muốn công cụ không có công cụ muốn thời gian nàng đều không có thời gian mỗi sáng sớm mở mắt ra liền phải bắt đầu đi đường hiện tại mặt trời không lớn buổi trưa thời gian nghỉ ngơi đều áp suất thành một thắt đồng hồ chỉ đủ ăn chút gì lương khô đều không đủ nhóm lửa nấu nước đến ban đêm lại lạnh vội vội vàng vàng tìm tới củi lửa sinh ra lửa cũng đã là đêm khuya vì cam đoan ngày thứ hai thể lực theo kịp nhất định phải đi ngủ quý tinh nhiên cảm thấy chính là liền đội sản xuất cái kia đều không có thảm như vậy cho nên hiện tại quý tinh nhiên đối ba cái treo công cụ gói quà ban thưởng nhiệm vụ cũng rất là đau đầu nhiệm vụ tiếp kết thúc không thành còn không bằng tiếp cho cơm nhiệm vụ đâu cao cấp bệnh kỹ năng phát động đặc thù đạo cụ cùng gặp mỗi ngày nhiệm vụ nhận lấy đặc thù ban thưởng hai cái độ khó cũng không nhỏ không phải trong ngắn hạn hoặc là hiện hữu điều kiện có thể hoàn thành như vậy cũng chỉ còn lại có một cơ hội cuối cùng thăng cấp trung cấp thu thập kỹ năng thu thập cùng bệnh là tiến hành phải nhiều nhất hai cái hoạt động hậu kỳ bởi vì thảm thực vật càng ngày càng ít dẫn đến quý tinh nhiên cũng rất ít đi thu thập một lần ba năm cây muốn thu thập thật nhiều lần khả năng góp đủ hệ thống nhận định một lần thu thập, tăng thêm thời gian đều dùng tại soát bệnh kỹ năng thanh tiến độ bên trên, quý tinh nhiên thu thập một mực kẹp lấy không nhúc nhích, hiện tại trung cấp thu thập kỹ năng tiến độ là 7821000, còn có hơn 200 lần khả năng thăng cấp đến cao cấp, có chút khó, nhưng cao cấp bệnh kỹ năng phải tận lực bệnh đại trương chiếu rơm, thanh nhiệm vụ bên trong đặc thù ban thưởng muốn, cầu cũng càng khó, ba so sánh vẫn là soát thu thập kỹ năng càng đơn giản một điểm. Quý tinh nhiên cùng quý cha quý mẹ nói, quý cha quý mẹ đều duy trì quý tinh nhiên quyết định, kỳ thật làm cha mẹ, làm sao có thể nhìn không ra hài tử tốt khoe xấu che, hài tử lớn, sợ phụ mẫu nhọc lòng, nhưng làm cha mẹ, cho tới bây giờ đều là nuôi con 100 tuổi, dài lo 99, chỉ là bọn hắn cũng tôn trọng lý giải quý tinh nhiên ý nghĩ, cho nên không hỏi nhiều, quý tinh nhiên cùng bọn hắn thương lượng làm cái gì, nhất định là trải qua suy nghĩ bọn hắn ủng hộ vô điều kiện ba người bắt đầu bên cạnh đi đường bên cạnh tìm kiếm ven đường có thể thu thập đồ vật dây leo rơm rạ quả dại thảo dược cái gì đều tìm vừa mới bắt đầu rất khó nhưng là quý tinh nhiên ngẫu nhiên phát hiện thu thập hạt giống cũng có thế tính thu thập về sau tiến độ liền đại đại tăng tốc mặc dù những cái này hạt cỏ không có tác dụng gì nhưng là chỉ cần lột xuống tới một cái hệ thống liền tính toán một lần thu thập hoạt động cho nên ba người điên cuồng hao cỏ đuôi chó quyết cỏ xấu cỏ hạt giống bao thẩm bọn người không hiểu liền là phi thường không hiểu vì cái gì chủ tử một nhà ba người cuối cùng sẽ làm những cái này kỳ kỳ quái quái sự tình quý tinh nhiên bọn hắn vùi đầu soát kỹ năng thanh tiến độ ngẩng đầu một cái mới phát hiện hao hạt cỏ không chỉ đám bọn hắn trong đội ngũ thật nhiều người cũng bắt đầu thu thập cỏ dại hạt cỏ quý tinh nhiên vừa phát hiện thời điểm còn thật bất ngờ cha mẹ chẳng lẽ những cái này hạt cỏ có cái gì đặc biệt tác dụng sao dù sao cổ nhân trí tuệ cũng không thể xem thường phương thuốc dân gian cũng là có nhất định tác dụng quý tinh nhiên thậm chí còn có chút đắc ý không tệ lắm ánh mắt của ta rất tốt nha kết quả hỏi quý song nhi mới biết được nơi nào là hạt cỏ hữu dụng những người này rõ ràng chính là nhìn thấy quý tinh nhiên một nhà ba người điên cuồng hao cỏ cho nên mới đi theo đám bọn hắn điên cuồng hao cỏ quý tinh nhiên liền thật nhiều phổ, chương 44, cái thứ hai cao cấp kỹ năng xuất hiện, ai cũng không nghĩ tới thế mà lại xuất hiện như thế cái ô long tình trạng. Quý tinh nhiên hiện tại là thu thập cũng không phải, không thu thập cũng không phải. Quý xương minh vui tươi hớn hở, điều này nói rõ chúng ta lợi hại a, à, bọn hắn đều tán thành chúng ta, cảm thấy chúng ta làm cái gì đều là đúng, đi theo làm là được. Quý xương minh cảm thấy dạng này là hữu ích, nhiên nhiên không thể dùng hiện đại ánh mắt tại cổ đại sinh hoạt, không nói đến cái này lưu vong trên đường, chính là đi kinh thạch đạo An Gia, cũng sẽ có thổ phỉ, chiến loạn, thậm chí giả thú xâm nhập, tại sức sản xuất không phát đạt thời đại, đoàn kết mới là lực lượng, nhiều người, khả năng đuổi đi thổ phỉ giả thú, khả năng thế lực ngang nhau chống lại ngoại lực tập kích. Quáp, không phải chân núi lẻ loi trơ trọi một cái nhà tranh, bò rừng tam hạ lưỡng hạ cho ngươi sang bằng, kia mới gọi không có chỗ ngồi nói rõ lý lẽ đi, thẩm tuệ tâm cũng nói, nhiên nhiên, ngươi nhìn giống cha mẹ niên đại đó tất cả mọi người cảm thấy kết hôn là đại sự là nhân sinh nhất định phải trải qua vì cái gì bởi vì kia là hiệu suất cao nhất suất hợp tác mua thức ăn nấu cơm rửa chén quét rác giặt quần áo tu gia cổ đổi pha lê thậm chí xây cái bếp lò dựng cái phòng bếp Chuyên này chút sự tình đều có thể mệt mỏi nằm sách một người một bên làm chiếu cố gia đình một bên đi làm kiếm tiền thật không dễ dàng cho nên đại đa số người đều sẽ lựa chọn kết hôn, giúp đỡ lẫn nhau. Nhưng là đến người lớn lên thời điểm, theo sức sản xuất phát đạt, máy giặt, quét tracker, thức ăn ngoài, mua hàng online đều xuất hiện. Các ngươi không cần hoa rất nhiều thời gian tại những cái này việc vặt bên trên, tự mình một người liền có thể qua tốt, kết hôn cũng liền không phải tất tuyển hạn, quý tinh nhiên hiểu được, lúc này sức sản xuất. Còn xa không bằng cha mẹ các ngươi kết hôn niên đại đó, quý xương minh gật đầu, cho nên, dưới loại tình huống này, có thể để cho những người này chịu phục, nghe chúng ta, là cái chuyện rất trọng yếu, lạc hậu liền phải bị đánh, nếu là không có bản lĩnh để người khác nghe chúng ta, chúng ta liền phải nghe người khác, liền nói đầu năm nay tập tục xấu, thói quen, cái kia có thể để cho chúng ta tiếp nhận, liền hiện tại tình huống này, bọn hắn phục chúng ta, sao không phục chúng ta muốn tốt. Trở thành một đoàn trong cơ thể cường giả có lẽ sẽ nhận người mắt, nhưng là nếu như bản thân không có cách nào giấu dốt, vậy liền dứt khoát lợi dụng tự thân năng lực, để người khác cúi đầu. Quý tinh nhiên nghiêm túc suy tư lời cha mẹ, ghi tạc trong đầu, bất cứ chuyện gì đều có tính hai mặt, một mực đùa nghịch hung ác không được, một mực địa tạng vụng cũng không được. Thu thập hạt cỏ tốc độ rất nhanh, hai ngày trôi qua, quý tinh nhiên một nhà ba người liền thu thập một cái sọc hạt cỏ, mà thu thập kỹ năng cũng rất cục soát đến cao cấp. Quý tinh nhiên giấu trong lòng kích động nghe hệ thống thông báo, chúc mừng túc chủ thăng cấp thành công, Cao cấp thu thập kỹ năng tiến độ 21000000, ban thưởng sinh tồn điểm 100, trước mắt sinh tồn điểm còn thừa 218, cao cấp thu thập kỹ năng đem tăng lên thu thập tốc độ 50%, tăng lên thu thập phẩm chất 50%, cũng có 1% tỷ lệ thu hoạch được thu thập đồ phổ, lấy túc chủ làm trung tâm, bán kính 500m phạm vi bên trong, hạng thực vật, quý tinh nhiên, mặc dù mỗi một lần đều có tâm lý chuẩn bị, nhưng mỗi một lần đều vẫn là bị hệ thống chấn kinh thu thập đồ phổ, là nàng nghĩ ý tứ kia sao, biểu hiện phương viên 500 mét, chính là phương viên một dặm trong vòng tất cả có thể thu thập đồ vật sao. Quý tinh nhiên lo lắng duy nhất chính là, vạn nhất phát động thời điểm là mùa đông, hoặc là cái gì đất cằn sỏi đá, kia chẳng phải uổng phí rồi, đây chính là một phần trăm khả năng phát động ban thưởng A, quý tinh nhiên lệ rơi đầy mặt, giận mà không dám nói gì, cái này chó trèo lên tay, không muốn khẳng định không được, muốn lại khiến người ta lo lắng loại tâm tình này quả thực để người rất được tra tấn. Quý tinh nhiên vừa mắng mắng liệt đấy, một bên cố gắng thu thập hạt cỏ, bởi vì đi theo quý tinh nhiên thu thập hạt cỏ người càng đến càng nhiều, tất cả mọi người nhìn bọn hắn chầm chầm một nhà ba người từng hành động cử chỉ, làm cho quý tinh nhiên áp lực bạo rạp. Quý tinh nhiên liền rất muốn nói, ta hái hạt cỏ là bởi vì có thể soát kỹ năng, các ngươi đi theo hái tới làm gì a? À? mặc dù cỏ dại hạt cỏ rất nhiều, ngược lại không đến nỗi bị lấy ánh sáng nhưng vẫn là cảm thấy trong lòng là lạ lúc đầu quý tinh nhiên là dự định hái xong hạt cỏ liền ném dù sao thứ này giữ lại cũng không có tác dụng gì nhưng bây giờ bị người nhìn chằm chằm quý tinh nhiên phía sau tất cả đều là người làm cho nàng cũng không dám đem hạt cỏ cho ném thu thập hạt cỏ đã rất kỳ quái lại muốn là ném đoán chừng bọn hắn muốn bị cho rằng sọ não có mau bệnh rơi vào đường cùng quý tinh nhiên chỉ có thể đem hạt cỏ cất vào vứt bỏ quần áo làm túi vải tử bên trong sau đó cất vào cái sọc, để bao thẩm các nàng cổng, bao thẩm. Cũng không phải là rất lý giải, quý tinh nhiên. Ta cũng không hiểu, chẳng qua cố gắng vẫn hữu dụng, tại cao cấp thu thập kỹ năng tiến độ soát đến không thời điểm, quý tinh nhiên đột nhiên nghe được đinh một tiếng, ngay sau đó, ngay tại trong ba lô nhìn thấy một cái quyển trục bộ dáng đồ vật, nhan sắc nhàn nhạt, phản phất đang phát sáng, quý tinh nhiên xoa xoa tay đi mở ra, hệ thống nhắc nhở đồ phổ nhưng cất giữ trong bên trong túi đeo lưng không chiếm dụng ba lô không gian xin hỏi phải chăng lập tức mở ra quý tinh nhiên rất khẳng định gật đầu vâng lập tức mở ra lại hướng bắt đi chỉ có càng hoang vu càng sớm mở càng tốt nơi này tốt xấu còn có chút cây cối cỏ dại thu thập đồ phổ mở ra quý tinh nhiên trong đầu lập tức phát hiện ra trong phạm vi một dặm các loại thực vật còn có địa đồ đánh dấu sơn lâm tiểu đạo dòng sông dốc thoải thậm chí sơn động Đống loạn thạch, quý tinh nhiên vui, thu thập đồ phổ còn có địa đồ kèm theo tác dụng A. Nhất làm cho quý tinh nhiên vui vẻ chính là, trên bản đồ có khác biệt nhan sắc điểm nhấp nháy, lục sắc, biểu thị bụi cỏ loại, màu vàng, biểu thị, trái cây loại, màu nâu, biểu thị cây cuối, bụi cây loại. Những cái này quý tinh nhiên đều rất dễ dàng lý giải, nhưng, làm sao còn có màu đỏ cùng màu đen? Số lượng mặc dù cực ít, nhưng là đặc biệt dễ thấy. Quý tinh nhiên ngưng thần đi xem một cái màu đỏ phát sáng điểm, muốn nhìn một chút cái này màu đỏ đến cùng đại biểu cái gì, không nhìn còn khá, xem xét, quý tinh nhiên lập tức mắt trợn tròn, cái này cũng có thế đánh dấu ra tới, quý tinh nhiên lập tức mang theo lão cha quý xương minh, chạy về phía trên bản đồ gần đây điểm sáng màu đỏ, sau một lát, hai cha con mặt mũi hớn hở trở về, thẩm tuệ tâm tò mò hỏi, hai người các ngươi vội vàng làm gì đi, quý tinh nhiên dương dương đắc ý, tầm bảo đi cái này hoang vu vùng đất, có thế có bảo bối gì? Thẩm tuệ tâm khó hiểu nói, quý xương minh đem trên lưng lưng cái sọc tháo xuống, từ bên trong xuất ra một cái triểu nặng túi vải tử, cho thẩm tuệ tâm nhìn, nhiên nhiên kia cái gì hệ thống lại thăng cấp. Nói là thu được nhắc nhở bên kia có bảo tàng, sau đó hai ta đi qua xem xét, hắc, ngươi đoán làm gì, đến cùng làm gì a? À? Thẩm tuệ tâm gấp, đập quý xương minh một bàn tay, mau nói, lại thừa nước đục thả câu ngươi đêm nay bản thân ngủ chiếu rơm đi. Chớ cùng chúng ta đoạt chăn mền, quý xương minh vĩ khuất ba ba, cái này đều xuyên qua, thế nào còn làm ngủ phòng khách ngủ ghế sofa một bộ này a? À? chẳng qua hắn cũng không có lại sâu thẩm tuệ tâm khẩu vị, trực tiếp đem túi vải tử giải khai đến, bên trong là tràn đầy bao trùm tử trái cây, có hạt thông, hạt dẻ, quả hồ đào, hộp, triểu nặng, chừng năm cân nhiều, thẩm tuệ tâm kinh ngạc đến ngay người, những cái này lâm sản là từ đâu nhi đến a à? quý xương minh cười hắc hắc nhiên nhiên nói cái kia tàn bảo địa là cái con sóc ổ thẩm tuệ tâm kinh ngạc vạn phần các ngươi đem người con sóc hang ổ đều cho móc sạch à nha chương 45, móc sạch con sóc hang ổ quý tinh nhiên cười đến cùng cái hamster giống như không có không có không có toàn bộ móc sạch còn cho người lưu lại một điểm qua mùa đông mọi thứ lưu một tuyến ngày sau dễ nói chuyện mà nơi này khoảng cách kinh thạch đạo cũng liền chỉ còn lại không tới hai mươi ngày lộ trình nói không chừng về sau còn có cơ hội đến đâu cho con sóc chừa chút nhi hy vọng quát phong năm sau còn móc nó nhà thẩm tuệ tâm nâng tráng các ngươi liền con sóc đều không buông tha a à. con thỏ đuổi một cái bắt một tổ cũng coi như liền con sóc này một ít độn hàng đều cho móc sạch thế nào có ý tốt quý xương minh nghiêm trang nói ai nói không bỏ qua chúng ta cầm nó đồ vật chẳng phải không có tóm nó sao, nếu là dựa theo thường ngày, đó là ngay cả con sóc đều muốn bắt lại, chớ cùng ta kéo cái gì thịt rừng không thịt rừng, trong đội ngũ người đều bắt đầu gặm cỏ cây, đụng phải con sóc có thế bỏ qua, thẩm tuệ tâm cân nhắc kia bao trùm tử nặng năm cân lâm sản, trong lòng cũng thật cao hứng, những cái này hạch đào quả hạch đều là chất lượng tốt mỡ, giàu có các loại nguyên tố vi lượng cùng không bảo hòa axit béo, tuyệt đối đồ chơi hay, cũng chỉ một điểm con sóc trên thân có thể hay không mang theo cái gì bệnh khuẩn A, ăn thịt rừng ăn sinh ra sai lầm thế nhưng không phải số ít, quý tinh nhiên cười ha hả lắc đầu, không có, thu thập kỹ năng thăng cấp đến cao cấp về sau, vào tay đồ vật liền đã có nhắc nhở, sẽ còn cứ trừ một chút tạp chất cùng nạn sâu bệnh vật chất, cao cấp thu thập kỹ năng phẩm chất tăng lên 50% cũng không phải trò đùa, tuyệt đối hữu dụng, thẩm tuệ tâm lúc này mới yên tâm đến, lập tức vui vẻ ra mặt, Buổi tối hôm nay nấu cái hạch đào cháo đi. Quý tinh nhiên đối thẩm tuệ tâm nói, nương ngươi làm chủ, ngươi làm cái gì chúng ta liền ăn cái gì, ta cùng cha còn muốn chạy mấy nơi, thẩm tuệ tâm há to miệng, các ngươi không phải còn muốn. Cho người ta chừa chút nhi a. À. quý tinh nhiên đã lôi kéo quý xương minh chạy, một bên chạy một bên ứng thanh, yên tâm, yên tâm, sẽ không đuổi giết đến cùng, có thể tiếp tục phát triển mới là đạo lý quyết định, thu thập đồ phổ bên trên hết thảy có bốn cái điểm đỏ, hai cái chấm đen còn tốt trong đội ngũ thân thể lực rõ ràng hạ xuống đi chậm rãi quý tinh nhiên cùng quý xương minh mới có thời gian đem mấy nơi đều trốn thoát hai cái con sóc ổ một cái gai vị hố còn có một cái không biết động vật gì ổ ở trong sơn động quý tinh nhiên tại cửa hang nghe được nồng đậm mùi hôi thối quý xương minh hoài nghi là gấu ngựa hoặc là cái khác cỡ lớn động vật sào huyệt có thể là có chuột sống nhờ tại gấu ngựa trong sơn động ăn gấu ngựa còn lại con mồi chúng ta không muốn đi vào bọn hắn hiện tại cơ hồ là tay không tất sắc, bằng sắc chủy thủ cùng nhiều chức năng đao tại gấu ngựa trước mặt cùng chơi nhà tròi, không thể mạo hiểm. Hai người quả quyết rời đi hang động, tiến về điểm sáng màu đen vị trí. Điểm sáng màu đen hết thảy có hai nơi, quý tinh nhiên ẩn ẩn có một ít phỏng đoán, hẳn là có độc thực vật. Quả nhiên, đến điểm sáng màu đen đánh dấu địa phương, là một gốc cây thầu dầu. Cái này quý tinh nhiên biết, sinh vật trên sách học nói qua, cây thầu dầu mặc dù có thể ép dầu, nhưng cây thầu dầu tử bên trong chứa cây thầu dầu độc lòng trắng trứng cùng cây thầu dầu tẩy rửa, đều sẽ gây nên người trúng độc, tiểu hài ăn nhầm, ba bốn hạt liền có thể gây nên tiêu chảy, đau đầu, sốt cao, co rút chờ trúng độc hiện tượng, nghiêm trọng sẽ tới chết, cho dù là đại nhân, nếu như một lần phục dụng 20 hạt, cũng có sinh mệnh nguy hiểm, quý xương minh nhíu mày, thứ này chúng ta đừng hái, tâm phòng bị người không thể không, nhưng ý muốn hại người cũng không thể có huống hồ cái đồ chơi này bề ngoài không đẹp nếu như mang về đại khái xuất sẽ bị người một nhà ăn nhầm kia mới gọi thảm đâu quý tinh nhiên cẩn thận từng ly từng tí đem cây thầu dầu tử hái xuống trước soát kỹ năng đầu một hồi đều cho vùi vào trong đất dù sao chỉ là trong phạm vi một dặm không chừng sẽ có lưu vong trong đội ngũ còn nhỏ giải tới bọn hắn đều đã đói bụng đến muốn ăn người nhìn thấy cái đồ chơi này ai biết có thể hay không hướng miệng bên trong tắt cũng phải đề phòng người hữu tâm hái được cầm cái này đi hại người lấy bọn hắn một nhà hiện tại nhận người đố kỵ tình huống bị hại xác suất cũng không nhỏ quý xương minh gật đầu tốt vậy nhanh lên một chút cha con hai người phối hợp ăn ý một cái thu thập một cái đào hố cấp tốc đem cây thầu dầu tử cho xử lý mới chạy tới cuối cùng một chỗ điểm sáng màu đen thấy rõ ràng cuối cùng một chỗ điểm sáng đánh dấu đồ vật về sau quý tinh nhiên dở khóc dở cười cái này so vừa rồi cây thầu dầu tử còn dễ dàng ăn nhầm đâu thứ này vậy mà là một gốc hoang dại ba đậu, có thể khiến người ta tiêu chảy tiêu chảy cái chủng loại kia, mấu chốt gia hỏa này cùng đậu đen cái gì, dáng dấp cũng quá giống, quý xương minh cũng vò đầu, vẫn là thu thập trở về đi, có thể về sau có thể dùng tới, làm thủ đoạn phòng thân cũng không tệ, hai người lại là một trận bận rộn, mới cuối cùng là đuổi tại quan binh phát hiện trước đó, nhanh chóng về đơn vị, cái này một tấm thu thập đồ phổ. Để quý tinh nhiên một nhà thu hoạch được quả dại hơn phân nửa giỏ hẳn là có cái hơn 10 cân, lâm sản tầm 10 cân, hoang dại ba đậu một phần, nguyên bản quả dại hương vị đều rất chua sót, nhưng là bởi vì có kỹ năng tại, quý tinh nhiên cùng quý xương minh hái xuống quả dại hương vị còn coi như có thể, không có kiếp trước ăn tốt đẹp chủng loại hoa quả như vậy ngọt, nhưng là tốt xấu không chua sót, có thể vào miệng, lâm sản cũng thế, con sóc cùng con nhím thu thập lâm sản có không ít cũng đều là xẹp xác. Nhưng bởi vì bị quý tinh nhiên thu thập, cho nên quả hạch chất thịt cũng còn tính sung mãn bao thẩm các nàng vừa đi vừa lột đến trưa lột ra hơn một cân quả nhân quý tinh nhiên vui vẻ làm đồ ăn vặt ăn liền mình thành quả lao động hết sức ngọt lưu vong trên đường đắc ý nhưng mà loại này tiểu ham sơ thức vui vẻ cũng không có tiếp tục bao lâu sau khi trời tối lưu vong đội ngũ liền trú tại dốc núi lưng mặt theo thời tiết chuyển lạnh lưu vong đội ngũ đã không còn trú đóng ở bờ sông hoặc là rừng cây mà là lựa chọn cảng gió dốc núi Quý tinh nhiên một nhà ba người dựng lấy lều cỏ tử bọn hắn chọn lựa thích hợp vật liệu gỗ cùng chiếu rơm, để bao thẩm các nàng dùng xe cút kích đẩy đi, ban đêm liền lâm thời dựng nhà lá tử, bao nhiêu có thế cản một chút gió, mà lại làm như vậy cũng có thế góp nhặt, sơ cấp phòng ốc kiến tạo, kỹ năng, mặc dù bốn năm lần trọng dựng khả năng tích lũy một cái tiến độ một, nhưng y nguyên, là người một nhà trọng điểm một trong công việc, bao thẩm các nàng đi theo quan binh, đi dốc núi mặt khác tìm nước đi, trời lạnh như vậy, ban đêm nếu là không uống một chút canh nóng nghĩ biện pháp ấm ấm áp căn bản đều ngủ không được quý tinh nhiên ban đêm nếm qua quý xương minh kết bái ba huynh đệ đoàn thể nấu cơm tập thể lại lặng lẽ ăn một điểm trong ba lô thịt thỏ đại loạn hầm cảm tạ ba lô giữ tư giữ ấm công năng đến bây giờ lấy ra đều là nóng hổi quý tinh nhiên một nhà ba người ăn uống no đủ tiến vào nho nhỏ tam giác lều cỏ bên trong đi ngủ quý xương minh căn dặn đại đoàn trong đội trực đêm người mỗi nửa canh giờ muốn tuần sát một vòng nếu là nhìn thấy không thích hợp, tiến lên đẩy đẩy, tuyệt đối đừng để bọn hắn ngủ mất, loại khí trời này, ngủ ngủ liền chết. Hy vọng không muốn lại có, Quý Tinh Nhiên nắm chặt thời gian đi ngủ, nàng hiện tại đã rèn luyện ra được, một hưu hơi thở liền có thể lập tức ngủ, sau đó không điểm đúng giờ bị hệ thống thông báo đánh thức. Mặc dù có thể ngủ một giấc đến lớn hừng đông, nhưng Quý Tinh Nhiên vẫn là quen thuộc không điểm trước nhìn thời tiết cùng về lịch ngày, xem hết ngủ tiếp cũng an tâm, nhưng mà buổi tối hôm nay không giống, còn buồn ngủ quý tinh nhiên sờ lấy cánh tay cảm thấy có chút hơi lạnh, thật là kỳ quái, làm sao đóng lớn chăn bông còn lạnh. Quý tinh nhiên run rẩy mê mẩn trừng trừng nhìn thoáng qua lịch ngày, lập tức huyết dịch cả người đều ngưng kết, lịch ngày bên trên không có thường ngày hôm nay nghi cùng hôm nay kỳ hạng một công việc, mà là trực tiếp dứt khoát biểu hiện ở hôm nay, nguy, cái kia dấu chấm than. Phản phất là hệ thống vì để cho quý tinh nhiên minh bạch lần này hoàng lịch xem bói có bao nhiêu nghiêm túc mà cộng vào đồng dạng. Quý tinh nhiên lập tức liền bừng tỉnh, nàng nhanh chóng ấn mở ở thời tiết biểu tượng, thình lình nhìn thấy phía trên biểu hiện, hôm nay luồng không khí lạnh, lịch sử ghi chép gần trăm năm nay cường độ số 1, nhiệt độ không khí đem chợt hạ xuống đến không độ trở xuống, xin chú ý giữ ấm phòng hộ, luồng không khí lạnh, vẫn là trăm năm mới gặp đại hàng triều, quý tinh nhiên tâm đột nhiên nắm chặt, cha, nương, mau dậy đi, chương 46, trăm năm mới gặp luồng không khí lạnh. Quý Tinh Nhiên mới khẽ động, chính là một cổ hàng lưu tràn vào ổ chăn. Quý Sương Minh cùng Thẩm Tuệ Tâm đều là một cái giật mình, đông lạnh tỉnh. Hai người vừa tỉnh dậy đã cảm thấy không thích hợp. Quý Sương Minh lập tức đem Thẩm Tuệ Tâm dùng chăn mình che phủ nghiêm nghiêm thật thật, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc, nhiên nhiên, đây là có chuyện gì? Quý Tinh Nhiên gấp đến độ nước mắt đều nhanh ra tới. Một bên luống cuốn tay chân che lên người y phục, một bên nhanh chóng đem sự tình nói, dự báo thời tiết đã nói hôm nay có trăm năm mới gặp luồng không khí lạnh, nhiệt độ sẽ tại trong vòng mấy canh giờ xuống đến âm. Quý Sương Minh cũng tranh thủ thời gian đứng lên mặc quần áo, không được, cái này luồng không khí lạnh đến nhất định phải chết người, tranh thủ thời gian. Cây đốt đốt lớn một chút. Ta đi tìm quan binh, nói xong, hất lên quần áo liền chui ra lều cỏ, mới ra lều cỏ. Quý Sương Minh đã cảm thấy trên người mình một chút kia nhiệt khí nháy mắt bị thổi không có. Quát, info, trên mặt lập tức liền có thể cảm giác được một cổ toàn tâm đau đớn, là bị gió thổi, lại bị nhiệt độ thấp cho đông. Quý xương Minh vội vã đi tìm quan binh, bên này quý tinh nhiên căng dặn thẩm tuệ tâm chia ra lều cỏ, đem chiếu rơm chăn mình che kín. mẹ, ngươi cần gấp nhất chia ra sự tình, tuyệt đối đừng khoe khoang, ta đi xem một chút bao thẩm các nàng, thẩm tuệ tâm đối với mình thân thể rất là bất đắc dĩ, cái này cổ đại không có đặc hiệu thuốc, không có chất kháng sinh, nguyên thân cổ thân thể này đừng nói tại luồng không khí lạnh bên trong sống sót khả năng thổi cái gió đều có thể phong hàng cảm mạo tới chết nàng chỉ có thể dùng chiếu rơm chăn bông đem mình che phủ nghiêm nghiêm thật thật tận lực không cho quý tinh nhiên cha con thêm phiền phức quý tinh nhiên bước nhanh chạy vội tới bao thẩm các nàng nghỉ ngơi địa phương xem xét người đều cứng rắn co ro lập tức toàn thân tê dại một hồi bao thẩm dư thẩm mau tỉnh lại mau tỉnh lại Quý tinh nhiên sờ lấy bao thẩm thân thể của các nàng đều là lạnh buốt lạnh buốt, trong nội tâm nàng cũng đi theo lạnh buốt lên, bao thẩm ngươi tỉnh. Tỉnh A, quý tinh nhiên liều mạng lung lay bao thẩm các nàng, bao thẩm toàn thân đều đang phát run, hai mắt nhắm nghiền, không có thời gian chậm trễ, quý tinh nhiên trực tiếp hung tận rút bao thẩm một bạc tai, tỉnh, bao thẩm lúc này mới đột nhiên mở mắt ra, há miệng, thở ra một đoàn bạch khí, nhiệt độ không khí đã tiếp cận không độ, hà hơi thành băng. Quý tinh nhiên nhịn không được đi sờ cánh tay của mình, quá lạnh, nàng lần thứ nhất cảm nhận được cái gì gọi là cống đến đau lòng, toàn thân cơ bắp, xương cốt đều đau đến không được. Quý tinh nhiên vứt cho bao thẩm một câu, mau đem dư thẩm các nàng đánh thức. Nấu nước, nói xong, chịu đựng lòng bàn chân khối băng đồng dạng xúc cảm, lão đảo đi gọi những người khác, vừa, kêu tỉnh hai cái, quan binh tiếng chiên vang, quý sương minh lúc này mới bôn ba trở về, tuệ tâm. Nhiên nhiên thẩm tuệ tâm bọc lấy chăn mền đưa tay đẩy một cái lều cỏ rèm là cứng rắn quan binh mang theo tỉnh người bôn tẩu khắp nơi đem ngủ người đều đánh thức phần lớn người đều tỉnh nhưng cũng không ít người rốt cuộc tỉnh không đến hạ trại địa phương một mảnh tiếng khóc quý tinh nhiên gấp đến độ hô lên âm thanh khóc cái rắm nhanh đi nhặt củi lửa nhóm lửa a thật muốn chết cống sao không biết có phải hay không là bởi vì nhiệt độ quá thấp ngọn lửa đều nhảy lên phải không cao trong doanh địa bình thường ban đêm tối thiểu có hai mươi mấy cái đống lửa, nhưng bây giờ một nửa đều diệt, còn lại vừa mười chồng, cũng đều thoi thóp dáng vẻ. Quý tinh nhiên tay run run hướng trong đống lửa tăng thêm củi lửa, đem đặt ở trong đống lửa nướng tảng đá móc ra ngoài, hướng sau lưng một đưa, dùng quần áo cùng chiếu rơm bọc lấy. sưởi ấm dùng, nàng mặc dù tuổi còn nhỏ, chỉ có 15 tuổi, nhưng ở giờ phút này, tại một đám đứng trước tuyệt cảnh bối rối vô cùng trong mắt người, chính là tuyệt đối lực lượng cùng quyền uy. Nàng vừa hô, mọi người mới cùng đột nhiên thức tỉnh, lún cuốn tay chân loạn cây đuốc cho sinh lên. Bên kia quý xương minh đã mang theo một chút thể lực coi như có thể người, dơ bó đuốc đi tìm củi lửa. Đêm qua chuẩn bị căn bản không đủ, nhiệt độ không khí càng thấp, cần củi lửa thì càng nhiều. Bọn hắn chuẩn bị một đêm dùng, nhưng là bây giờ đốt đốt, bị người cầm đi nhóm lửa nhóm lửa, tiêu hao quá nhanh, chống đỡ không đến một khắc đồng hồ liền sẽ diệt đi. Quý tinh nhiên gấp đến độ lửa cháy đến nơi nếu là lông mày cùng rơm rạ đồng dạng nhiều, nàng hận không thể hiện tại liền đem lông mày cho rút ra đốt, thẩm tuệ tâm bọc lấy chiếu rơm chăn mền ra tới, cùng nhộng đồng dạng đứng tại bên cạnh đống lửa, chỉ huy bao thẩm các nàng nấu nước nóng, không kịp đốt lên. Dạng này là được, để bọn hắn uống hết, thẩm tuệ tâm ngữ tốc cực nhanh phân phó, bao thẩm các nàng vượt qua ban sơ bối rối, cũng rốt cục bắt đầu thích ứng, tay chân cực nhanh đốt nước, một nồi một siêu nước, cứ như vậy bị một bát một bát múc đi, đống lửa lần lượt thăng lên, mọi người tự động cây đuốc chồng làm thành một vòng tròn, lưu lại mấy cái ra vào lỗ hổng, người đều núp ở vòng lửa bên trong, quý tinh nhiên mắt sắc, phát hiện có hai người ngồi ngồi liền hướng hạ trượt, quý tinh nhiên lập tức thét lên, lên. Tất cả đứng lên. Đừng ngồi, tất cả đều đứng lên nhảy nhót, không phải khôi hài, cái này thời tiết, người không nhảy nhót, quả thực liền huyết dịch đều muốn đông cứng nhưng những cái kia lạnh đến hung ác người, căn bản khống chế không được tứ chi. Trên mặt là khao khát thuận theo muốn đứng lên, nhưng thân thể lại không nghe lời nói hướng xuống đổ. Bịch, một người thẳng tắp đổ xuống, người bên cạnh vừa định đưa tay, kết quả tay từ nách bên trong vừa lấy ra, liền rung không được. Quý tinh nhiên thở ra một hơi bạch khí, khuôn mặt nghiêm túc vô cùng. Thẩm tuệ tâm lúc này cũng bọc lấy chăn bông tới, nhiên nhiên, tiếp tục như vậy không được. Bọn hắn trường kỳ đói, dinh dưỡng không đầy đủ căn bản nhịn không được mẫu nữ hai người mới nói hai câu nói liền quả quyết hoán đổi thành ánh mắt giao lưu bọn hắn nhịn không được nhịn không được cũng phải chống đỡ đổ xuống nhất định phải chết phải nghĩ biện pháp bổ sung năng lượng tất cả mọi người ta trong bọc có cha lần trước xuống núi mua đường đỏ còn có giả gừng rất nhanh nửa bao đường đỏ liền ngã xuống đi nấu một nồi nồng đậm, đậm giả gừng đường đỏ canh phân cho lưu vong trong đội ngũ già yếu bệnh ấu còn có quý phú đình quý vân đài người của hai bên nhường lối kẻ yếu sinh hai để cho mình người mạnh đây là nhân loại đạo đức cùng lý trí lựa chọn quý tinh nhiên cùng thẩm tuệ tâm cũng không đoái hoài tới tiết kiệm đem sự tình giao cho bao thẩm các nàng hai người tránh sang một bên đem trong ba lô còn lại chocolate cùng đường đều lật ra đến ngậm lấy thẩm tuệ tâm lưu thêm một phần cho ngươi cha giữ lại quý tinh nhiên nuốt xuống một hơi thịt thỏ cuối cùng là khôi phục hơi có chút thể lực nương ngươi cũng chú ý chiếu rơm biệt ly thân nói xong liền quay đầu tiến vào đám người hiện tại nàng chính là tất cả mọi người hy vọng nàng không thể dừng lại thẩm tuệ tâm nhìn xem quý tinh nhiên đơn bạc lại quyết nhiên bóng lưng nước mắt lập tức liền ra tới con của nàng so với nàng tưởng tượng càng dũng cảm càng có đảm đương quý tinh nhiên tỉnh táo vô cùng nàng đi tìm quan binh để quan binh đem nồi sắt lớn cùng lương khô đều lấy ra đừng quản là cái gì chịu bên trên cháo cho mọi người bổ sung thể lực. Quan binh thật sâu nhìn thoáng qua quý tinh nhiên, biết nàng là quý xương minh khuê nữ, nhưng không biết nàng thế mà cũng như thế có chủ ý. May mà quan binh vẫn là đại cục làm trọng, lập tức dựa theo quý tinh nhiên yêu cầu chịu lên cháo, mà thẩm tuệ tâm lại một mực lo âu nhìn về phía đen như mực nơi xa quý xương minh bọn hắn đi dốc núi mặt sau lâm tử, đến bây giờ còn không có trở về, đang nghĩ ngợi, liền gặp quý xương minh một đoàn người phản phất như là thấy quỷ, gào thét từ đằng xa phi nước đại trở về, luồng không khí lạnh, luồng không khí lạnh đến rồi, mau tránh, chương 47, chỉ cần có một cái nếu như thành lập, đêm nay đêm không người sống sót, luồng không khí lạnh làm sao tránh, lưu tại doanh địa người trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng, đều lăng lăng nhìn xem phi nước đại trở về người, quý xương minh gấp, trực tiếp trống to, nhiên nhiên bảo hộ mẹ ngươi. Quý tinh nhiên nhất thời cũng không hiểu luồng không khí lạnh làm sao tránh, nhưng là tính cảnh giác cùng ăn ý để nàng lập tức chấp hành quý xương minh. Nàng phi tốc lôi kéo thẩm tuệ tâm chạy vội tới nương tựa đóng lửa địa phương, dùng chiếu rơm chăn bông đem mình cùng thẩm tuệ tâm chăm chú bọc lại. Nơi này là nàng chuyên môn lưu, không phải trực tiếp đứng tại trên mặt đất, mà là mấy khối tảng đá lớn, phía trên lại thả mấy trói chiếu rơm, cao cao đệm. Quá, trực tiếp tiếp xúc mặt đất quá lạnh, đi lên đệm mấy tầng có thế hơi tốt một chút, quý xương minh một nhóm hơn 20 người, đều là thân thể cường tráng nam nhân cùng trung niên phụ nhân lúc này phi nước đại trở về nhớ kỹ quý xương minh đến lúc đó liền mang củi lửa hướng bên cạnh đống lửa vừa để xuống lập tức riêng phần mình bảo vệ chính mình có chiếu rơm khoác chiếu rơm có rơm rạ khỏa rơm rạ thực sự cái gì cũng không có liền không phân biệt nam nữ già trẻ trực tiếp ôm thành đoàn chen tại đống lửa làm thành trong vòng quý xương minh đại khái nhìn thoáng qua nhìn thấy còn có hai người lề mà lề mề trong lòng mắng to ngu xuẩn nhưng cũng không tiếp tục nhìn nhiều, mà là trực tiếp chạy về phía thẩm tuệ tâm cùng quý tinh nhiên. Ngay tại quý xương minh chen vào chiếu rơm trong chăn bông một nháy mắt, tất cả mọi người cảm nhận được một cổ mãnh liệt hơi lạnh, hà hơi thành băng, quý tinh nhiên con mắt bị gió thổi ra nước mắt, nháy một cái, mí mắt gần như không mở ra được, nước mắt bị đông lại, quý tinh nhiên dùng sức mở mắt ra, chỉ cảm thấy kéo tới mí mắt đau, nhưng là tiếp theo một cái chớp mắt, nàng rốt cuộc không để ý tới trên mặt, lỗ tai, cùng con mắt đau đớn bởi vì một màn trước mắt thực sự là làm cho người rất rung động nàng cuối cùng đã rõ vì cái gì quý xương minh gào thét lớn để bọn hắn tránh nguyên lai luồng không khí lạnh sẽ mãnh liệt đến loại trình độ này thậm chí có thể thấy rõ ràng luồng không khí lạnh đến quý tinh nhiên nhìn thấy từ quý xương minh bọn hắn chạy tới phương hướng bắt đầu mặt đất lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được kết xương trắng xương trắng trèo lên cỏ cây loạn thạch thậm chí còn có bọn hắn để dưới đất đồ vật Quý tinh nhiên gần như có thể nghe được trong gió mang bọc lấy tuyết tử băng hạt va chạm thanh âm, nàng muốn mở miệng nói chuyện, mới phát hiện bờ môi của mình thế mà dính liền bên trên, còn không có kịp phản ứng, bờ môi liền vỡ ra lỗ hổng, chảy ra huyết dịch bằng tốc độ kinh người lần nữa bị đông cứng lên. Quý xương minh bọc lấy chăn mền, đem thẩm tuệ tâm cùng quý tinh nhiên đặt tại bộ ngực mình, đưa các nàng vùi đầu tiếng chăn mền, không biết qua bao lâu, một trận này luồn không khí lạnh rốt cục đi qua, nhưng lại không hoàn toàn đi qua. Quý tinh nhiên đầu từ chiếu rơm trong chăn bông chui ra ngoài, lập tức bị cảnh tượng trước mắt kinh ngạc đến ngay người. Cho dù ban đêm một mảnh đen kịt, nhưng quý tinh nhiên y nguyên có thể nhìn thấy ánh mắt quét qua phạm vi bên trong, gần như tất cả mọi thứ đều nhiễm một tầng màu trắng băng sương. Mọi người ba năm thành đoàn, bảo đoàn người đều đem đầu chống đỡ cùng một chỗ, mặt hướng bên trong, toàn thân run rẩy. nhưng mọi người tóc bên trên, trên quần áo, đều mang một cổ quý tinh nhiên miêu tả không được, nhưng lại có thế rõ ràng nhìn thấy hàng khí. Nguyên lai luồng không khí lạnh là có nhan sắc, nó chính là như vậy cho giữa thiên địa vạn vật đều nhiễm lên một tầng nhìn như mỹ hảo, kỳ thực đoạt mệnh mông lung màu trắng. Quý tinh nhiên một trái tim chìm xuống dưới, hơn nửa ngày, mới rốt cục có người có thể há mồm nói chuyện, không cần phải nói, đều ăn đầy miệng máu. Bọn quan binh cuốn quyết đi thăm dò nhìn ngựa, năm chiếc xe ngựa, tổng cộng bộ 10 con ngựa, có hai thất chạy, Mặt khác có một thớt không biết có phải hay không là bị luồng không khí lạnh kích động, nằm xuống trên mặt đất, lúc này hai vó câu đã bị đông cứng bên trên, ngay tại bi thảm kêu vang, mà một bên, một cái nam nhân thảm thiết kêu khóc, viễn nhi, viễn nhi lợi nhi, quý tinh nhiên bọc lấy chăn mình không dám động đậy, chỉ đem đầu xoay đi qua, liền thấy thảm liệt như vậy một màn, nam nhân kia ngồi sổng trên mặt đất, ôm lấy một bộ cứng đờ thi thể, không, là hai cổ, phụ nhân kia trong ngực còn ôm lấy một đứa bé. Quý Tinh Nhiên nghe được có người đang nói chuyện, luồng không khí lạnh tiến đến trước đó, đứa bé kia muốn đi tiểu, mẹ hắn thân sợ tại vòng lửa trung tiểu giải làm cho người ta ghét bỏ, liền mang theo hắn hơi rời đi vòng lửa một điểm. Chẳng qua mười mấy mét khoảng cách, nhưng ở luồng không khí lạnh tiến đến một nháy mắt, mẫu thân cùng hài tử không kịp trở về, cứ như vậy bị đông tại vòng lửa bên ngoài. Quý Tinh Nhiên cúi đầu nhìn thoáng qua dưới chân đóng lửa, lập tức nhảy lên lên, nhanh nhanh nhanh, đóng lửa muốn diệt. Mọi người vừa mới từ kia cổ chưa bao giờ thấy qua, đáng sợ lùng không khí lạnh bên trong bừng tỉnh, chỉ lo nhìn người bên cạnh ai còn còn sống, ai lại chết rồi, đều không có phát giác đống lửa đã nhỏ đến thương cảm. Loại khí trời này nếu là không có đống lửa, người căn bản là sống không được. Mọi người cũng quyết muốn cho đống lửa thêm củi. Quý tinh nhiên hét lớn một tiếng, trước đừng đụng củi, nhưng mà vẫn là có người không kịp lùi về tay vững vàng chọc vào củi phía trên trong lòng bàn tay ấm áp làn da cấp tốc cùng che kính nhỏ bé tảng băng củi dính liền lại với nhau. Quý tinh nhiên trong đầu một nháy mắt toát ra một cái ý nghĩ, người này khẳng định là phương nam, không có liếm qua mùa đông trời lan can sắc. Quý xương minh ngưng thần nhìn về phía quý tinh nhiên, nhiên nhiên, ngươi cùng ta cùng một chỗ xuống dưới. Quý tinh nhiên sững sờ, chợt minh bạch quý xương minh ý nghĩ, gật đầu nói, được, cha con hai người đem chiếu rơm chăn bông để lại cho thẩm tuệ tâm, lấy dũng khí nhảy xuống đệm lên thật dày chiếu rơm tảng đá. Quý Sương Minh trực tiếp đi tìm quan binh, kiểm kê còn có bao nhiêu người sống. Quý Tinh Nhiên thì là hóa trang thẩm bọn người cùng một chỗ, đem thẩm tuệ tâm bên người đóng lửa đều cho phát lên, sau đó lưu lại hai người đi theo thẩm tuệ tâm nấu nước nấu canh. Mình thì mang theo dư thẩm đám ba người, nhanh đi cứu trợ những cái kia bị khốn tại luồng không khí lạnh người. Để bàn tay kia cùng củi lửa liên kết còn nhỏ tâm dùng ấm áp nước xối hóa dính liền địa phương trợ giúp cái kia hai chân đông cứng tảng đá lạnh như băng bên trên người thoát khốn, cho đôi kia lẫn nhau đỡ lão nhân hai đầu chiếu rơm, quý kinh nhiên bờ môi khô nứt, mặt cùng lỗ tai cũng cống đến đau nhức, tứ chi bị gió lạnh thổi, liền cùng vô số cây kim đâm tới đồng dạng, trận này luồng không khí lạnh thật đáng sợ, cường độ chi mãnh liệt, tốc độ chi cấp tốc, đều để người không kịp phản ứng, đêm qua trước khi ngủ còn có mười mấy độ đâu, nghĩ đến ban đêm lạnh thế nào đi nữa, luôn có người trực đêm tuần tra sẽ không gọi người chết cống. Căn bản cũng không có người phòng bị sẽ đến như thế một trận trăm năm chưa từng mới gặp luồng không khí lạnh, nhiệt độ không khí sẽ trong thời gian ngắn như vậy xuống đến không độ, thậm chí thấp hơn, đủ để đem dọc đường phạm vi đều đông lạnh bên trên, vô lượng người sống vẫn là tử vật, không ai trốn thoát, quý tinh nhiên cũng thật sâu cảm thấy nghĩ mà sợ, nếu như nàng không có kiên trì mỗi lúc trời tối không chấm một nhất định phải tỉnh lại nhìn một chút lịch ngày cùng thời tiết nếu như nàng chưa kịp phản ứng hệ thống cảnh báo trước, nếu như cha mẹ cùng quan binh không có kịp thời phối hợp, nếu như lưu vong đội ngũ không có thói quen nghe theo, theo mệnh lệnh của bọn hắn cùng hành vi, nếu như trận này đáng sợ luồn không khí lạnh đến thời điểm, tất cả mọi người trong giấc mộng, chỉ cần có một cái nếu như thành lập, vậy tối nay cảnh tượng, sẽ so với hiện tại thảm thiết gấp trăm lần, chương 48, ngoại khoa nữ bác sĩ dùng đao kỹ thuật như thế nào, đóng lửa một lần nữa giấy lên, mở rộng nhân số cũng kiểm kê hoàn thành, hơn 360 người lưu vong đội ngũ, tăng thêm quan binh, gần 400 người, hiện tại chỉ còn lại hơn 220 người. Quan binh 28 người có hai cái quan binh mang theo phạm nhân ra ngoài tìm kiếm nguồn nước, tại bờ sông bị đông lại, một nhóm 10 người, chỉ chạy ra ba người, lưu vong tù phạm đã không đủ 200 người, quan binh nói hao tổn suất một nửa. Hóa ra là thật. Quát. Phong quan binh đem người còn sống đều cho đuổi tới vòng lửa bên trong. Về phần những cái kia đông cứng thi thể, buổi tối hôm nay đều không có tinh lực đi xử lý, mọi người không dám ngồi xuống, sợ luồng không khí lạnh lại một lần nữa. Quý tinh nhiên một nhà ba người dựa vào nhau lấy ngồi tại bị dùng lửa đốt phải ấm áp trên tảng đá, thật lâu chưa từng ngôn ngữ. Chết có người ba chữ này, phản phất chỉ là một câu thuận miệng nói ra nhìn khí trời phàn nàn. Nhưng khi nó chân chính phát sinh ở trước mắt thời điểm, không ai có thể tâm bình khí hòa đối mặt. Quý tinh nhiên yên lặng dùng tay áo che, từng ngụm gặm trong ba lô đồ ăn. Đồ ăn nhiệt khí phản phất là nàng hiện tại duy nhất có thể cảm nhận được nhiệt độ, mặc dù điểm đóng lửa, nhưng là chỉ có hướng phía đóng lửa kia một mặt là ấm áp, phía sau vẫn là lạnh, cho nên thỉnh thoảng liền phải thay cái tư thế, đem trên lưng cũng nướng một nướng. Bọn quan binh mặt âm trầm đưa xe ngựa bên trên đồ vật cho tháo xuống, hai đại giỏ mặt đen đồ ăn nắm đặt ở vòng lửa ở giữa, mặc cho mọi người tự trước trên đống lửa cũng dựng lên bốn chiếc nồi sắt lớn, nấu lấy gạo, đồ ăn, thịt hỗn hợp nhiều cháo, đồ ăn nắm bị đông lại, có hai người hì hục hì hục móc nửa ngày không có móc xuống tới, dứt khoát ôm lấy cá sọc trùng điệp một đập, lúc này mới đem đông kết thật đồ ăn nắm cho quảng tán, đồ ăn nắm nhanh như chớp lăn hướng bốn phía, bao thẩm các nàng nhặt bao trùng tử trở về, có hơn ba mươi, quan binh cũng không nói cái gì, bao thẩm cầm đồ ăn nắm xin chỉ thị thẩm tuệ tâm, thẩm tuệ tâm lắc đầu, các ngươi ăn đi, đúng, phương thẩm tốt đi một chút như sao, năm cái bà tử bên trong, các đêm bao thẩm cùng dư thẩm tình huống coi như không tệ, còn lại ba người đều có một ít rất nhỏ đông thương, trong đó phương thẩm tình huống nghiêm trọng nhất, vốn đang đi theo thẩm tuệ tâm cùng một chỗ nấu cháo, lúc ấy nhìn xem còn tốt, nhưng ai biết nghĩ một chút xuống tới, liền bắt đầu phát sốt, nói mê sản, đây là bị đông về sau phản công, không riêng gì phương thẩm, lưu vong trong đội ngũ người còn sống sót có một nửa cũng bắt đầu phát sốt phát nhiệt co giật. Thẩm tuệ tâm để bao thẩm các nàng đem trước đó thu thập thảo dược cùng giả hành giả gừng đều cho nấu nước, ai muốn uống, đều có thể đánh lên một bát. Quý tinh nhiên nhìn thấy cùng quý cha giao hảo quý phú đình cùng quý vân đài hai nhà cũng đều trên kệ nồi lớn, bắt đầu nấu đồ vật, không riêng chỉ cấp chính bọn hắn đoàn thể bên trong người ăn, còn phân cho những người khác một chút, có năng lực, bao nhiêu đều giấu một chút đồ vật, lúc này cũng không ai đi truy cứu bọn hắn đến cùng làm sao giấu, chỉ là yên lặng uống vào cháo nóng, liền đóng lửa nướng một nướng đồ ăn nắm, trong doanh địa, một mảnh trầm mặt, phản phất là cái gì trốn không người đồng dạng, quý tinh nhiên rùng mình một cái, mặt trời rốt cục ra tới, phía đông xuất hiện một tia sáng thời điểm, quý tinh nhiên nhịn không được ngẩng đầu đi xem, con mắt bị tia sáng nhói nhói cũng không chịu chớp mắt, thẳng đến nước mắt chảy xuống tới, hừng đông a, bọn hắn sống sót. Quý Sương Minh cầm lấy cuốn họng mở miệng nói chuyện, một đoàn bạch khí từ bên miệng hắn choáng mở nhiên nhiên ta lại đi tìm chút củi lửa trước đó chúng ta không phải có cái mì tôm bạch gốm cái nồi sao dùng cái kia làm lò sưởi tay cho ngươi nương ấm tay quý tinh nhiên gật đầu tốt cha ngươi đi đi ta trông coi nương đêm qua luồng không khí lạnh thẩm tuệ tâm cũng không có tốt đi đến nơi nào mặc dù có một đầu tám cân lớn chăn bông che chở nhưng người vẫn là rõ ràng tiều tụy không ít ban ngày mệt mỏi ban đêm lạnh ngủ không ngon lo lắng hải hùng một đêm không nói những cái khác, liền đóng lửa bên ngoài những cái kia bọc lấy xương trắng tượng băng, liền để người không có cách nào bình yên vô sự nghỉ ngơi, mọi người dần dần thức tỉnh, tránh thoát tối hôm qua kia một đợt luồng không khí lạnh xâm nhập, mọi người rốt cục có thể cảm nhận được đóng lửa nhiệt độ, lúc này mới có người chịu đựng thống khổ đi xem những cái kia còn chưa kịp xử lý thi thể, theo mặt trời dâng lên, bị đông cứng chết trên thân người xương trắng biến mất một chút, có chút lui tận về sau nhìn xem cùng người sống đồng dạng, thế nhưng là bọn hắn rốt cuộc không sống được. Quý tinh nhiên trầm mặt đi theo mọi người cùng nhau, dựa theo quan binh yêu cầu, nhóm lửa, đem đông kết thật thổ địa nướng về sau, lại đào hố, cổ đại không thực hành hỏa táng, liền xem như loại này trên đường bị đông cứng chết, cũng phải đào hố, giảng cứu mồ yên mã đẹp. Trong đội ngũ choai choai hài tử cũng đều bị kêu lên hỗ trợ, đào hố, vận khối đất, hỗ trợ kéo thi thể, không có người kháng nghị, bởi vì mọi người đều biết, có thể còn sống, có thế thụ cái này mệt mỏi, cũng đã là ông trời phù hộ. Quý tinh nhiên thể lực so với những cái kia đói hơn nửa tháng xanh sao vàng vọt người mà nói, vẫn là muốn tốt không ít, cho nên không ít xuất lực, cùng tráng lao lực đồng dạng vùi đầu đào hố, thẳng đến thẩm tuệ tâm bên kia truyền đến rít lên một tiếng. Quý tinh nhiên quay đầu nhìn lại, có ba người đem thẩm tuệ tâm cho vây quanh, quý tinh nhiên trong lòng giật mình, lập tức cô lấy đào hố dùng một xúc, mấy bước tiến lên ngăn tại thẩm tuệ tâm trước mặt, mẹ làm sao, thẩm tuệ tâm vỗ vỗ quý tinh nhiên cánh tay, không có việc gì, nhiên nhiên, nhọn, kêu không phải thẩm tuệ tâm, mà là vây quanh nàng ba người, quý tinh nhiên mặt mày dày đặc, cái sẻn hất lên, thẳng tắp chỉ hướng trong ba người cầm đầu một cái kia, nói một chút đi, chuyện gì xảy ra, người kia mặt mũi tràn đầy dữ tợn, khoanh tay cổ tay nói không ra lời, máu tươi từ ngón tay của hắn trong khe không ngừng nhỏ xuống. Thẩm tuệ tâm bọc lấy chiếu rơm chăn mền, mở miệng yếu ớt, ta vừa để bao thẩm các nàng mút nước đi mấy người bọn hắn thấy bên cạnh ta không ai liền nghĩ qua đến giật đồ quý tinh nhiên nghe xong liền minh bạch đây không phải náo đó sao thật làm thẩm tuệ tâm là con mèo bệnh a à? đại học y khoa nữ giáo sư kia là trò đùa nếu không có một chút bản lĩnh thật sự quý xương minh có thế yên tâm lưu nàng lại nhóm hai mẹ con đi làm củi lửa quý tinh nhiên đồng tình nhìn xem người kia cổ tay bác sĩ ngoại khoa dùng đao kỹ thuật rất không tệ a à? chúc mừng ngươi trở thành bác sĩ thẩm tại cổ đại phẫu thuật đệ nhất nhân, gân tay. A à không, là dây chằng, cắt chém hình dạng nhất định rất xinh đẹp. Quý Tinh Nhiên cái xẻng từ ba người trước mặt từng cái xẹt qua, ánh mắt hung hãn, còn không mau cút đi. Ba người ánh mắt tại thẩm tuệ tâm cùng Quý Tinh Nhiên trên mặt đi tuần tra, lại nhìn thấy nơi xa mút nước bao thẩm mấy người cũng tại đi trở về, mặt lộ vẻ dãy giụa, ánh mắt giao nhau, đến cùng là nhanh chân chạy. Quý Tinh Nhiên không có đuổi theo vạn nhất bị nhữ hổ rời núi sẽ không hay, thẩm tuệ tâm thân thể quá kém, mặc dù có luyện tập bắt đoạn cẩm, nhưng là thời tiết vẫn là đại đại suy yếu thẩm tuệ tâm nguyên bản liền không cường tráng thân thể, quý tinh nhiên viện thẩm tuệ tâm ngồi xuống, ta ghi nhớ bọn hắn tướng mạo, chờ cha trở về để cha nghĩ biện pháp xử lý, chính nàng là sẽ không đi cậy mạnh một đối ba, đối với làm sao vụng trộm thu thập người loại chuyện này, vẫn là lão ba tương đối quen thuộc. Ở phía xa trong rừng cây nhặt củi lửa quý sương minh, hắc xì chương 49, ác bá cha con tổ hợp, quý xương minh trở về về sau, quý tinh nhiên lập tức liền đem ba người kia thừa cơ giật đồ, kết quả bị thẩm tuệ tâm phản sát sự tình nói, quý xương minh sắc mặt âm trầm xuống, không biết cảm ơn cẩu vật. Lão tử hôm qua liền không nên gọi bọn hắn lên, không phải hắn tranh công, đêm qua nếu không phải quý tinh nhiên gào thét lớn để mọi người lên, hôm nay những người còn lại chí ít lại giảm một nửa. Thế mà còn có dạng này không tri ân báo đáp, ngược lại lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn tạp toái, quý xương minh trong lòng phát ra ngoan ý, bởi vì đêm qua chết quá nhiều người, cho nên quan binh xưa nay chưa thấy tuyên bố hôm nay ở đây nghỉ ngơi một ngày. Quát! Phong, nói là nghỉ ngơi, cũng không có khả năng thật nghỉ ngơi, phải đem những thi thể này chôn xong mới được, quý xương minh không còn đi làm củi lửa, mà là tận lực lưu lại, cùng quan binh cùng một chỗ. Quan binh luôn luôn rất thưởng thức quý xương minh, không nói những cái khác, đêm qua cũng coi là bị Quý Sương Minh một nhà cứu. Quý Sương Minh giúp đỡ quan binh làm việc, còn đem trước đó đi săn lưu lại gà rừng cho quan binh hai con. Sau đó lặng lẽ để quan binh giúp hắn chuyện. Không bao lâu, Quý Tinh Nhiên chính uống vào một nồi loạn hầm cháo không có đâu. Bên kia Quang binh đột nhiên lớn tiếng quát lớn, đè ngã mấy người, hung tận dùng roi rút, dám ở bọn lão tử trước mặt động tay chân. Không muốn sống ngươi, roi một chút lại một chút quất vào ba người kia trên thân, quỷ khóc sói gào đồng dạng tiếng la khóc truyền khắp doanh địa, không ít người đều dọa đến quay lưng đi, không dám nhìn, có người nhỏ giọng nghị luận, thật sự là to gan lớn mật, bọn quan binh đều cầm không ít lương thực ra tới, còn nhất định phải tìm đường chết đi trộm đồ, đánh chết đáng đời bọn họ, là thật đáng đời. Lần trước chính là bọn hắn đoạt ta bảo mệnh bạc, còn đánh cha ta dừng lại, nếu không phải bọn hắn, cha ta đêm qua chưa chắc sẽ chết, quý tinh nhiên lắng tai nghe. Quý Sương Minh lúc này mới từ một phương hướng khác quay lại đến, ba cái ngốc thiếu, ta giúp quan binh quân đồ, cố ý không có đem xe rèm kéo chặt chẽ, bọn hắn nhìn thấy, hám lợi đen lòng, không nên ra tay cũng dám động, hôm nay bất tử, cũng sống không quá ngày mai. Quý Sương Minh bình thường là cái cười ha hả thổ người giàu có, nhưng vụng trộn nói một câu, làm kiến trúc công trình, cái gì chưa thấy qua, người ta kéo bè kết phái đến thu phí bảo hộ, tại cần trục hình tháp phía trên nhảy lầu đòi nợ tại công trường bên trong đánh nhau thậm chí giấu xác không có điểm nhi bản lĩnh thật sự có thế mở nổi lớn như vậy công ty xây dựng quý tinh nhiên lúc này mới phát hiện nhà mình mẹ ruột giống như đối nhà mình lão cha hành vi một chút cũng không ngoài ý liệu cái này cũng không giống như nàng trong ấn tượng cười ngây ngô khờ cha cùng bệnh thích sạch sẽ yêu cầu nhào mẫu thân thẩm tuệ tâm phát giác được quý tinh nhiên ánh mắt cười nhạt một tiếng năm đó ta cùng cha ngươi cùng một chỗ cũng là bởi vì ta nghiên cứu sinh thời kỳ ban đêm từ phòng tự học ra tới gặp mấy lưu manh cha ngươi bởi vì cọ đại học phòng tắm tiện nghi tắm phiếu đi ngang qua một người đơn đấu ba người mình máu me đầy mặt ta bồi tiếp hắn đi bệnh viện đồn công an một tới hai đi hai người liền ở cùng nhau không phải quý xương minh một cái tốt nghiệp trung học công trường tử làm sao có thể cùng đại học y khoa nghiên cứu sinh thẩm tuệ tâm có gặp nhau quý tinh nhiên nghe được trợn mắt hốc mồm khá lắm nguyên lai cha mẹ nhận biết thứ nhất màn cứ như vậy mạo hiểm a à, nàng vẫn luôn coi là thật sự là lão cha không biết ở đâu nhìn thấy mỹ mạo lão nương sau đó mỗi ngày đang cầm hoa trong trường học chờ mẫu thân nghỉ mẫu thân bị buộc bất đắc dĩ mới ủy thân cho cái này người thô kệch đây này làm cả ngày sống chung không biết bao nhiêu bộ thi thể quý tinh nhiên cùng quý xương minh hai người tay đều mài hỏng đông cứng đặc biệt khó đào quan binh thúc giục mọi người thay nhau ra trận không có ngừng thời điểm quan binh được quý xương minh chỗ tốt, không có để thẩm tuệ tâm làm việc, ở giữa còn có người cảm thấy không công bằng, lãi nhà lãi nhãi, quý tinh nhiên trực tiếp vào tay đổ nhào người kia bưng lấy chén cháo, uống nhà ai cháo trong lòng không có một chút số sao, dài dòng nữa đánh tới người đem vừa uống hết phun ra, cha con hai người lúc này tâm tình có thể thực không phải rất tốt, vô luận là bây giờ lưu vong tù phạm thân phận. Vẫn là cái thời tiết mắt toi này mang tới tổn thương, đều để đến từ hiện đại người rất là phẫn quốc quen thuộc hiện đại văn minh mùa đông có hơi ấm mùa hè có điều hòa xuất hành máy bay đường sắt cao tốc lớn tàu thủy những cái kia còn dễ nói nhưng là người chết loại sự tình này là như thế nào đi nữa cũng sẽ ở trong lòng lưu lại u cục môi hở răng lạnh cái này không tại bọn hắn quen thuộc lịch sử thời không bên trong triều đại đến cùng sẽ có cái dạng gì nguy hiểm chờ lấy bọn hắn bọn hắn thật sự có thể lên đường bình an vượt qua sao quý tinh nhiên đang suy nghĩ những vấn đề này vốn là bị thiên tai cho làm cho rất là tích tụ còn có người nghĩ chọn nhân họa cho dù tốt tính cách người đều muốn nổi giận quý tinh nhiên vén bát mắng một trận quý xương minh hướng chung quanh chỉ một vòng lòng muôn dạ thú đồ vật lời này ta chỉ nói một lần lại có muốn gây chuyện nhìn xem hạ tràng lại soi mặt vào trong nước tiểu mà xem mình có bản lãnh này hay không nếu là không có muốn tiếp tục sống liền trung thực ở lại đừng ở lão tử trước mặt chơi tâm nhãn tử chưa bắt được tính ngươi mạng lớn phàm là bị ta bắt đến có một trăm cái biện pháp chơi chết ngươi cha con hai người quá mức hung hãn sắc mặt thối phải cùng hiện tại phải bắt hai người chơi chết hả giận đồng dạng để lưu vong người đều sợ hãi không thôi nhao nhao né qua thân đi sợ bị bọn hắn để mắt tới quan binh trông thấy không nói chuyện quý xương minh nói chính là bọn hắn muốn nói không có đầu óc ngốc thiếu đồ chơi làm thế nào sống sót không biết sao quý vân đài mấy người đệ tử đều là người đọc sách mặc dù cũng có tập võ cường thân nhưng đều không có quý xương minh hung ác như thế lúc này đều có chút thấp thỏm lo âu quý vân đài an ủi yên tâm xương minh huynh là cái thiện ác rõ ràng người chúng ta là cùng một chỗ gác đêm giúp đỡ cho nhau ngươi nhìn chúng ta cháu đều so người khác nhiều vì cái gì nhiều bởi vì quý tinh nhiên hướng bên trong thêm nửa nồi thịt thỏ đại loạn hầm quý vân đài kiên nhẫn an ủi căn dặn các đệ tử đừng sợ thật tốt nghe bọn hắn thu xếp chính là đệ tử cùng đệ tử người nhà lúc này mới thoáng an tâm một chút quý phú đình ngược lại là rất thưởng thức quý xương minh cùng quý tinh nhiên diễn xuất hắn đã từng là phú giáp một phương đại hào thân mặc dù không có ở tại kinh thành chưa nói tới phú khả địch quốc nhưng là tại bọn hắn nơi đó tuyệt đối là một phương chi bá hắn vỗ quý xương minh cánh tay nói liền phải dạng này mới đúng những thứ cẩu này không thu thập liền muốn lên trời từng cái chờ lấy xoay người vùng vẫy dành sự sống đâu không nghĩ bọn lão tử giàu lên dựa vào so với bọn hắn gấp trăm lần nghìn lần còn nhiều chơi liều. Nói xong, không chỗ ở dò xét Quý Tinh Nhiên, từ trên xuống dưới nhìn bảy, tám lần, làm lưu vong trong đội ngũ duy nhất một tên mật, Quý Phú Đình trên mặt thịt đều chất đống, mang theo ấm áp nụ cười, hỏi Quý Tinh Nhiên, thế cháu gái, ngươi cái này tính tình bá đạo, vui mừng, ta thích, ta hai nhà ra năm phục, nếu không, ngươi cho ta làm con dâu a, yên tâm tuyệt không bạc đãi ngươi, xính lễ tùy cho các ngươi nhà mở, ta đừng nhìn ta dạng này, nhi tử ta tướng mạo cũng không theo ta, theo hắn nương, túng lãng đây, quý mập mạp cười rạng rỡ, chương 50, quý tinh nhiên vô địch là cỡ nào cỡ nào tịch mịch, quý tinh nhiên hảo tâm nhắc nhở hắn, quý tứ thúc, cha ta đau đã rút ra một nửa, quý phú đình nếu là lại không ngậm miệng, nhất quán sủng nữ nhi, Tại quý tinh nhiên xuất sinh ngày đó cũng bởi vì nghĩ đến tương lai nàng muốn xuất giá mà khóc qua một trận quý xương minh có thể làm trận trở, mặt chặt quý phú đình miệng. Quý phú đình quay đầu nhìn lại, quả nhiên quý xương minh sắc mặt chìm phải so vừa rồi còn lợi hại. Quý phú đình vội vàng thối lui hai bước, xương minh huynh đừng xúc động, đừng xúc động, ta chính là vừa nói như vậy. A à không, ta là nghiêm túc. Xương minh huynh ngươi suy nghĩ một chút, nói xong quý mập mạp lấy mười phần mau lẹ hoàn toàn không giống như là hắn cái này hình thể có thế trưởng khống tốc độ cực nhanh chạy quý xương minh lúc này mới từ trong lỗ mũi hừ ra một tiếng mập mạp chết bầm cũng không nghĩ một chút con của ngươi dáng dấp không giống ngươi là vì cái gì dám đánh ta nhà nhiên nhiên tâm tư nghĩ cũng đừng nghĩ quát phong quý xương minh càng nghĩ càng giận mang theo một xúc liền trở về tìm thẩm tuệ tâm tố ủy khuất khi mập mạp chết bầm không có ý tốt muốn nhiên nhiên cho hắn làm con dâu, thẩm tuệ tâm quá sợ hãi, vội vàng kéo qua quý tinh nhiên nói, nhiên nhiên, không phải ma ma không khai sáng, ngăn đón ngươi yêu đương A, à, thực sự là ngươi bây giờ, ngươi bây giờ mới 15 tuổi, không thể kết hôn sinh con, quý tinh nhiên sạm mặt lại, ta nhưng cái gì cũng còn không nói đâu. Hai ngươi làm cái gì vậy? Một chút đều không ổn trọng, hai vợ chồng trăm miệng một lời, đó là bởi vì ngươi không có nuôi hài tử. Người nuôi đứa bé thử nhìn một chút, tư vị kia, không thua gì trong lòng của mình thịt bị người cho cắt, quý tinh nhiên lộ ra ghét bỏ biểu lộ tới, hài tử trưởng thành sớm, đều là bởi vì một cặp không đáng tin cậy cha mẹ. Ban đêm đến lần nữa, tất cả mọi người sợ hãi vạn phần, không có mấy người dám đi ngủ, coi như mệt mỏi con mắt không mở ra được, cầm tiểu cô nhi bám lấy, cầm nhánh cây đâm mình, đều muốn bảo trì thanh tĩnh, chẳng qua quý tinh nhiên bọn hắn bên này liền còn tốt, nhờ vào 50 người hiện tại là 47 người đại đồng minh, bọn hắn ban đêm vẫn luôn có người thay phiên trực ban gác đêm, bao thẩm mấy người cũng coi như đáng tin, cho nên quý tinh nhiên một nhà ba người còn có thể ngủ cái an tâm cảm giác, chỉ là có một chút không tốt, ba ngày còn rất tốt thẩm tuệ tâm, ban đêm đều nằm ngủ, ngược lại bắt đầu ho khan vừa mới bắt đầu thẩm tuệ tâm còn muốn chịu đựng, nhưng là cái gọi là trên đời này có ba chuyện là không có cách nào che giấu nghèo khó, thích, cùng ho khang, thẩm tuệ tâm lại thế nào kiềm chế, khi không bình thường trạng thái cũng gây nên quý tinh nhiên cha con cảnh giác. Quý xương minh lấy tay thử một chút thẩm tuệ tâm cái tráng, lập tức kinh hoảng, nhiên nhiên. Mẹ ngươi phát sốt, quý tinh nhiên nghe thấy lời này, trở mình một cái đứng lên, sờ một cái, thật phát sốt, thậm chí là có chút phỏng tay, hai người đều có chút sốt ruột, ba ngày còn rất tốt, làm sao ban đêm ngược lại khởi sướng đốt đến nữa nha. Thẩm tuệ tâm đầu đau muốn nứt, dãy dụ lấy giải thích nói, đây là trước đó bị đông từ đứng sau phản ứng, hiện tượng bình thường, các ngươi đừng lo lắng. Minh ca, ta muốn uống một chút nước nóng, quý xương minh lập tức liền muốn đi cầm chén, quý tinh nhiên vội vàng ngăn lại, đừng. Uống trong ba lô, phía ngoài nước mặc dù đốt lên, nhưng đều là hiện đánh nước đốt, trong ba lô nước, là quý tinh nhiên lợi dụng cao trung vật lý loại bỏ thẩm thấu tri thức, làm cái giảng dị loại bỏ khí, loại bỏ sau đốt lên, vốn là không nghĩ tồn nước nóng, nhưng là lần trước thẩm tuệ tâm tháng ngày thời điểm đau bụng quý tinh nhiên liền quen thuộc lưu một chút nước nóng trong không gian dùng quý xương minh mua thô chén sành đựng lấy dù sao sẽ không hát vẫy cứ như vậy một mực đặt vào hiện tại cho thẩm tuệ tâm uống vừa vặn thẩm tuệ tâm uống nước nóng rốt cục dễ chịu một chút phát nhiệt không chỉ thẩm tuệ tâm một cái ban ngày liền có không ít người xuất hiện phong hàng cảm lạnh tình huống ban đêm ho khang người liền càng phát ra nhiều hơn Mặc dù đêm qua quý tinh nhiên một nhà cùng quan binh khẩn cấp đánh thức thật nhiều người, nhưng là ở trước đó, liền đã có người thủ đông lạnh, trong doanh địa tiếng ho khang liên tiếp, quý xương minh trong lòng khó chịu, nhưng cũng chỉ có thể ngóng trong lều cỏ có thể che chắn một hai. Không điểm vừa tới, quý tinh nhiên liền lập tức ngưng thần nhìn không gian bên trong điện thoại, vạn hạnh, mặc dù ngày mai nhiệt độ không khí vẫn là rất thấp, nhưng là tốt xấu cũng có 10 đến 20 độ, sẽ không lại như hôm nay như thế lạnh quý tinh nhiên là thật sợ dự báo thời tiết cái gì bão tuyết mưa đá vậy bọn hắn cái này lộ thiên tịch bất tử mới là lạ chứ lịch ngày bên trên cũng chỉ bình thường phổ thông cho thấy hai chuyện hôm nay nghi ấm no hôm nay kỵ uống thuốc cái gì kỵ uống thuốc quý tinh nhiên lông mày vặn lên nàng vốn còn nghĩ bảo ngày mai tiếp tục xuất phát tranh thủ lại tìm một chút dược liệu cho thẩm tuệ tâm uống đâu này làm sao còn kỵ uống thuốc lên rồi chẳng qua trước mắt mới thôi hệ thống nhắc nhở tin tức còn không có bỏ lỡ, quý tinh nhiên ghi nhớ, ngày mai nhất định phải nhắc nhở cha mẹ không muốn uống thuốc, xem hết thời tiết cùng lịch ngày, quý tinh nhiên lại đi xem kia đính tại nhiệm vụ ô vuông bên trong thật nhiều ngày ba cái nhiệm vụ, rất phát sầu, gói quà rất tốt, thế nhưng là nhiệm vụ kết thúc không thành, nhiệm vụ 1, nắm giữ một hạng kỹ năng mới đến tiến độ 1010, ban thưởng công cụ gói quà 1, nhiệm vụ 2, Sống bắt một con hình thể không nhỏ hơn nửa mét, thể trọng không thua kém 30 cân con mồi, cần độc lập hoàn thành, ban thưởng loại miêu gói quà 1, nhiệm vụ 3, hoàn thành vũ lực cách đấu 33, ban thưởng ngẫu nhiên gói quà 1, đơn giản nhất nhìn chính là nhiệm vụ 3, nhưng là quý tinh nhiên một lần đều không hoàn thành qua, liền rất không hợp thói thường, kỳ thật nàng động thủ một lần, còn động đậy nhiều lần, lần đầu tiên là đêm qua vì đánh thức bao thẩm, hung hăng rút bao thẩm một bạc tai, tuyệt đối là vũ lực. Nhưng không phải cách đấu, bao thẩm bị đánh tỉnh về sau, trông thấy là quý tinh nhiên, chỉ có cảm kích phần, nơi nào sẽ đánh trả. Quý tinh nhiên lúc ấy cũng không đoái hoài tới để bao thẩm ra tay, cho nên lần này xem như lãng phí. Lần thứ hai là đối phó khi dễ thẩm tuệ tâm ba người, quý tinh nhiên cái sẻn đều lộ ra đến, nhưng đối phương sợ, nhanh như chớp chạy. Lần thứ ba là có người lãi nhảy thẩm tuệ tâm không làm việc, quý tinh nhiên đi lên vén người ta bác, đều chuẩn bị ra tay, khả nhân cũng sợ, lập tức cúi đầu nhặt bác đi, liền. Nói như thế nào đây? Cảm giác tại quần chúng ở trong uy vọng quá cao cũng không phải chuyện gì tốt, nàng ngược lại là chịu ra tay, không ai có thể dám cùng với nàng cách đấu A. À. Quý tinh nhiên phản phất lại tìm đến khi còn bé cảm giác nàng học Vịnh Xuân cùng Thái Quyền về sau, năm ba liền đem trong trường học ba đến năm lớp sáu bá vương cho chọn toàn bộ, dẫn đến nàng chỗ tiểu học mãi cho đến nàng tốt nghiệp, đều bảo trì toàn thành phố văn minh tiểu học ưu tú xưng hào nàng lúc đầu cho là nàng sẽ ở phía sau sơ trung, cao trung, thậm chí là trong đại học, cũng bảo trì tốt đẹp chiến tích, nhưng mà ai biết nàng tại tiểu học bên trong đánh ra đến thanh danh quá lớn, dẫn đến về sau nhỏ thăng sơ, người ta nghe thấy tên của nàng liền tránh, liền trường học nhất đầu nhất trường học bá cũng không dám trêu chọc quý tinh nhiên, đến mức quý tinh nhiên cách đấu đại kế gián đoạn tại tốt nghiệp tiểu học năm đó, hiện tại cũng giống vậy. Loại này muốn tìm người đánh nhau cũng không tìm tới cảm giác, Quý tinh nhiên nhịn không được cảm khái, vô địch là cỡ nào cỡ nào tịch mịch, chương 51, nguy hiểm nữ nhân xinh đẹp, sáng ngày thứ hai, quý tinh nhiên rõ ràng cảm giác được nhiệt độ không khí lên cao, chí ít từ trong chăn duỗi ra cánh tay đến sẽ không như vậy khiến người cảm thấy lạnh lẽo tim gan. Nhưng cái này cũng mang ý nghĩa bọn hắn hôm nay không có nghỉ ngơi, phải nắm chắc thời gian đi đường, tiến vào bắc địa về sau, đi đường liền càng phát gian khổ, trước kia là phơi người choáng váng, hiện tại là thổi đến người si ngốc, Quát, Quý Tinh Nhiên đi trên đường, cảm thấy mình mặt đều bị thổi chết lặng, nhanh không phải mình, cũng may một nhà ba người ba lô không gian bên trong đều tồn lấy đồ ăn nóng, thỉnh thoảng bổ sung bên trên một điểm, tốt xấu có thể chống đỡ xuống dưới. Bọn quan binh rốt cục không có nhỏ mọn như vậy, không còn là một ngày một cái mặt đen đồ ăn nắm cùng một bát cháo loãng. Đồ ăn nắm một người hai, nếu ai muốn ăn ba cái, thật tốt van cầu quan binh, quan binh cũng sẽ hảo tâm thưởng hắn một cái, không vì cái gì khác thực sự là bọn hắn cái này lưu vong đội ngũ hao tổn suất quá cao, thời tiết lạnh đi chậm rãi, nửa tháng lộ trình sợ là muốn đi ra hơn 20 ngày đi. Bọn quan binh cũng không nghĩ trên đường tái xuất cái gì đường rẻ, quay đầu cùng bên kia giao tiếp không được, quý tinh nhiên ăn chân thỏ thịt, thịt nạc gân đạo căng đầy, chính là hương khí không kịp xông vào mũi, liền bị quý tinh nhiên cả khối nhét vào miệng bên trong, đây là lợi dụng không gian ăn, lại không bị người phát hiện tốt nhất tốc độ quý tinh nhiên một bên ăn một bên cảm khái sớm biết lúc ấy liền đem cả khối chocolate đặt ở phía trên chỉ cần không hòa tan lập tức lấy ra là được dù sao là vì gia tăng vật tư ai cũng đừng ghét bỏ ai nhiều lắm là chính là có một hai khối nhiễm chocolate thịt thỏ thôi bây giờ còn có thể ghét bỏ chocolate vị thịt thỏ sao quý xương minh liếm liếm lợi như thế chocolate là bổ sung thể lực đồ chơi hay ăn một khối thiếu một khối hiện tại liền thừa cuối cùng một khối ngàn vạn phải cho ngươi nương giữ lại, thẩm tuệ tâm bị hai cha con viện, uống xong một hơi nóng nước chè, không có chuyện gì, chỉ cần là đường loại, đồ ngọt, đều có thể nhanh chóng bổ sung năng lượng, uống đường đỏ nước cũng giống như vậy, quý xương minh tính một cái ngày, cảm thấy suy nghĩ, tiến vào kinh thạch đạo trước đó, quan binh hẳn là sẽ còn lại đi chọn mua một lần, chỉ là lần này, hắn muốn hay không cùng theo đi đâu, đi cùng đương nhiên được, lần trước mua đồ vật không nhiều, lúc ấy không nghĩ tới thời tiết nhanh như vậy lạnh xuống đến chỉ mua một bộ áo bông cho thẩm tuệ tâm mặc vào lúc này nếu là xuống núi vậy khẳng định là phải nhiều hơn ít thiện chỉ là bây giờ cục này thế quý xương minh thật đúng là không có cách nào yên tâm rời đi thẩm tuệ tâm cùng quý tinh nhiên mẫu nữ thẩm tuệ tâm khuyên quý xương minh đi ngươi cùng nhiên nhiên đều không có áo bông bây giờ thời tiết càng ngày càng lạnh nhất định phải mua bông trở về lại một cái ngươi đều nói đây là tiến vào kinh thạch đạo trước đó một lần cuối cùng mua sắm kinh thạch đạo làm vùng đất nghèo nàn chỉ có toàn bộ đại ngu triều nhất là cùng khổ bi thảm bách tính cùng các nơi lưu vong tù phạm chỉ sợ là vật tư không có tốt như vậy làm quý tinh nhiên cũng nói cha ngươi bây giờ không yên lòng chúng ta về sau chỉ sợ càng yên tâm hơn không hạ rừng thiên nước độc ra điêu dân không phải nói đùa đừng nói kinh thạch đạo liền cái này lưu vong trong đội ngũ không phải cũng có người không thành thật sao nếu không phải quý tinh nhiên một nhà mặt mềm vững tâm, đối mạo phạm từ này không buông tha, không biết có bao nhiêu người sẽ tre già măng mọc có ý đồ với bọn họ đâu. Đây là có quan binh ở thời điểm, đợi đến kinh thạch đạo, cùng đồ mặt lộ, quan binh lại không tại, sẽ chỉ càng nguy hiểm, mãi mãi cũng không nên tin nhân tính. Một nhà ba người thương lượng, cuối cùng quyết định để quý xương minh đi theo quan binh xuống núi chọn mua đi. Lần này chọn mua, người quen biết của ba cái, quý xương minh, quý phú đình, quý vân đài còn lại một cái thế mà là cái chừng ba mươi tuổi nữ nhân dáng dấp vũ mị đến cực điểm đi đường cũng là bước nhỏ chậm rãi nhìn thấy quý xương minh ba người bọn họ phụ nữ trẻ phúc thân gặp qua quý nhị lão gia quý tam lão gia quý tứ lão gia quý phú đình chật chật hai tiếng ý kia là cái này dung mạo đặt ở trước đó không có gặp thời điểm kia thật là tuyệt đỉnh cho dù là hiện tại mặc dù gầy đến có chút thoát tướng nhưng y nguyên có thể nhìn ra được là cái phong thái yểu điệu nữ nhân chỉ là không biết trước đó là thân phận gì quý vân đài xoay mặt đi hắn là quân tử tuân theo phi lễ chớ nhìn nguyên tắc không đối với hắn hắn phụ nhân quá nhiều dò xét quý xương minh ngược lại là lộ ra khách sáo nụ cười khách khí khách khí nhưng trong lòng lại âm thầm đề phòng nữ nhân này chỉ sợ tâm tư thâm trầm có chút bản lĩnh bọn hắn cái này hai ba trăm người cũng coi là sớm chiều ở chung nửa tháng mặc dù lưu vong đội ngũ thưa thất đi nhưng là mọi người hơn phân nửa đều đánh qua đối mặt hắn vậy mà chưa từng có lưu ý đến có một nữ nhân như vậy phàm là chỉ cần nữ nhân này lộ ra qua bộ mặt thật hắn tuyệt đối sẽ không quên không phải là bởi vì bị mỹ mạo rung động thân là công ty xây dựng đại lão bản cái gì bữa tiệc chưa thấy qua huống hồ trên tivi tiểu minh tin cái kia cũng xem không ít không đến mức như thế không kiến thức hắn nói khó quên là bởi vì nữ nhân này hành vi cùng nhau lưu vong lâu như vậy nếu là cái này nữ hơi yếu một chút khi nàng đã sớm xong rồi nhưng là nàng không có nói rõ nữ nhân này tính cảnh giác nhất lưu che giấu năng lực bảo vệ bản thân cũng là nhất lưu dạng này dung mạo đều có thể che lấp gần một hai tháng không khiến người ta biết lại còn có thế chuẩn xác kêu lên ba người bọn họ xếp hạng có thể thấy được là hoa một phen tâm tư quý xương minh cười cùng nữ nhân này thông tính danh nữ nhân này chỉ nói mình gọi nguyễn thị chưa từng nói rõ cùng quý thừa tướng đến cùng là quan hệ như thế nào cửu tộc bên trong quan hệ gần đều đã răng rắc quan hệ quá xa hạ nhân cũng đều bị bán ra những cái này bị lưu vong nói thật đều là kia có xa hay không gần không gần cửu tộc bên trong dính một chút thân mang một ít nhi cho nên nhưng lại cùng quý thừa tướng không có cách nào trực tiếp dính líu quan hệ có người thân ở xa có tộc nhân cũng có môn khách cùng đệ tử cái này của nhân thiên địa quân thân trong sư đoàn sư phó đệ tử quan hệ chính là trong truyền thuyết một ngày vi sư chung thân vi phụ quyết không thể lừa gạt sư diệt tổ lại thêm những cái kia cái gì quan hệ thông gia cho nên lưu vong đội ngũ cấu thành còn thật phức tạp loại người gì cũng có quý xương minh trong lúc nhất thời cũng khó có thể từ nữ nhân này dòng họ tuổi tác bên trên phán đoán nàng cùng quý thừa tướng đến cùng quan hệ thế nào chỉ có thể ở trong lòng âm thầm cảnh giác không thể xem thường nữ nhân này lúc này xuống núi nhanh hơn rất nhiều bởi vì lần trước xuống núi quý xương minh bọn người liền giả bộ quên đi vòng chân sự tình vô dụng mang vòng chân hành vi đổi về kia năm lượng bạc. Bọn quan binh cũng ngầm thừa nhận loại tình huống này, cho nên khoảng thời gian này ba người bọn hắn đều là không có mang vòng chân. Nguyễn Thị ngồi lên xe ngựa, đám nam nhân không có trói buộc, bước chân cũng nhanh chóng, không bao lâu liền đến chân núi, tiến thành. Nơi này đã tiếp cận kinh thạch đạo, thành trấn cũng không lớn, chỉ là phổ thông biên thùy thành nhỏ, mua bán hàng hóa cũng không nhiều. Quý Sương Minh xe nhẹ đường quen tranh thủ đến làm quan binh trả tiền, từ đó có thể đi ra cơ hội. Quý Phú Đình liền lười nhắc động, chỉ hô Quý Sương Minh, Sương Minh Huynh, ngươi để dịch trạm người cho chúng ta chuẩn bị một chút nước nóng cùng thịt trụ, các ngươi ra ngoài, chúng ta ở đây tắm nước nóng, ăn chút gì đồ vật, còn lại, ngươi mua cái gì mang ta lên nhóm một phần là được. Quý Vân Đài cũng là như thế ý tứ, Quý Sương Minh tức xạ mặt lại, khá lắm, cái này từng cái, đều là xuống núi đến buôn lỏng, căn bản liền không nghĩ thừa cơ hội mua sắm đem mua sắm việc giao tất cả cho hắn. Chương 52, ngươi nhìn ta lớn lên giống không giống nhiệm vụ ban thưởng, chẳng qua hắn cũng không thèm để ý, áo bông mua một kiện cũng là mua, mua hai kiện cũng là mua, mua nhiều, còn có thế tiện nghi, huống chi, mua đồ vật càng nhiều, cung cấp hắn đục nước béo cò cơ hội cũng càng nhiều, lần trước chỉ là hai cái cái sọc, lúc này nếu là làm nó cái 10 cái 8 cái cái sọc, về sau lấy thêm ra thứ gì đến, trực tiếp nói đẩy là trong thành mua là được. Ai còn có thế cãi lại nói lúc trước cái sọc chứ không nổi sao. Quý Sương Minh thu dọn đồ đặt liền phải cùng Quang Minh cùng đi. Kết quả vừa đi hai bước, Nguyễn Thị cũng cùng lên đến. Quý Sương Minh nháy mắt cơ bắp căng cứng cô gái này hẳn là muốn cùng mình đi. Nguyễn Thị ôm nhu cẩn thận đúng đúng lấy Quý Sương Minh phúc thân. Quý nhị lão gia không cần phải lo lắng. Ta chỉ là cùng Quang Minh cầu tử tế, để ta đi mua một chút phụ nhân dùng đồ vật thôi. Quát, Quý Sương Minh không tốt vạch mặt, chỉ nói nói như vậy vậy chúng ta nhất định là không cùng đường, Nguyễn Phu Nhân mình cẩn thận là được, nói xong, cũng mặc kệ bao nhiêu tiền, ra cửa cho hai cái quan binh nhét hai mảnh vàng lá, nhanh chân liền chạy, nữ nhân nào có vật tư hương, nhất là trải qua luồng không khí lạnh về sau, Quý Sương Minh hiện tại liền hận không thể lúc trước không phải cổng 40L lưng bao du lịch, mà là đem trong nhà 240 bình lớn bình tầng cho lưng đi du lịch, Quý Sương Minh chạy nhanh chóng, rất nhanh liền không thấy. Nguyễn Thị cùng ra tới đã không gặp Quý Sương Minh, chỉ có thể trong lòng thầm mắng. Nam nhân này dáng dấp vĩ ngạn bất phàm nhìn xem tuyệt đối là cái tốt chỗ dựa. Nàng tân tân khổ khổ ở trên mặt trên thân bôi bùn bụi đất, đầy bụi đất chịu nửa tháng, chính là vì hai chuyện. Thứ nhất, bảo vệ mình, che giấu mình dung mạo, bị thành lưu vong trên đường thảm nhất cái chủng loại kia nữ nhân. Thứ hai, bí mật quan sát, nhìn xem lưu vong trong đội ngũ có người hay không có thể làm chỗ dựa. Nàng chọn tới chọn lui, cũng chính là quý phú đình ba người có thể, thời gian ngắn có lẽ nhìn đoán không ra, nhưng bây giờ hơn một tháng, có chút bề ngoài thì ngăn nắp cũng đều gầy thành khô lâu, liền ba người này, cùng bọn hắn gia quyến tôi tớ còn tính là ống ánh nước, mà ở trong đó, lại thuộc quý xương minh thích hợp nhất, quý phú đình tuy có tiền, nhưng nghe nói vợ con đều đã đi trước kinh thạch đạo, tình huống không rõ, nàng không thể tùy tiện hành động, nàng chính là làm tiểu, cũng tuyệt đối không phải là loại kia còn không có gặp mặt trước hết để đương gia chủ mẫu hận lên người còn không rõ ràng lắm chủ mẫu thân phận nàng chỉ có thể giấu tài tạm thả một bên mà quý vân đài càng không thích hợp tuy nói ly hôn có thể có thể để cho nguyễn thị làm chính đầu phu nhân nhưng cái này người quá mức cổ hủ nguyễn thị thăm dò qua nhiều lần quý vân đài căn bản cũng không thấy cả ngày liền biết cùng hắn những đệ tử kia dạy học nói một chút giảng giảng cái đại đầu quỷ đều đạp mã Đờ mờ, lúc nào, cơm đều ăn không đủ no còn cố lấy dạy học, cho nên Nguyễn Thị nhìn tới nhìn lui, vẫn là Quý Sương Minh thích hợp nhất, vì sao? Nhân khẩu đơn bạc, nhưng tiền tài không ít, không có nghi tử, chỉ có một cái khuê nữ, không ai cho kế thừa hương hỏa, khi nàng nếu có thể cho Quý Sương Minh sinh con trai, nhất định có thể có được hắn coi trọng, dù sao Quý Sương Minh vợ chính thức nhìn xem chính là cái ma bệnh, tại Nguyễn Thị trong lòng thẩm tuệ tâm hẳn là lên đường không bao lâu liền nên ở ra rắm không nghĩ tới công công đòn gánh không ngừng ngược lại là gọi nàng chống đến hiện tại làm cho lúc đầu vì tương lai tính toán không nghĩ câu dẫn quý xương minh nguyễn thị cũng không thể không ra tay thẩm tuệ tâm chậm chạp bất tử nhưng nguyễn thị đã đợi không đi xuống nàng thiên tân vạn khổ đem mình giấu ở nơi bí ẩn vàng bạc cho quan binh còn để mấy cái quan binh ăn vài miếng đậu hủ mới đổi lấy cái này xuống núi cơ hội đây là quý xương minh duy nhất thoát ly hắn thê nữ thời cơ. Nguyễn Thị hận hận vượt qua quan binh, nhẫn tâm chọn một con đường, đuổi theo, mà đợi nàng chạy mất tâm, quý xương minh mới ung dung từ dịch quán bên cạnh trong hẻm nhỏ chui ra ngoài, thông minh quá mức, tâm tư bất chính, quả thực là chơi với lửa có ngày chết cháy, sau đó mới quay đầu hướng một bên khác đi tiến hành lớn mua sắm. Ngay tại quý xương minh dưới chân núi mua sắm thời điểm, quý tinh nhiên bên này đã kích động chuẩn bị tìm người đánh nhau nàng trước tìm bao thẩm, bao thẩm, ngươi đánh ta một bàn tay đi. Đừng đánh mặt là được, bao thẩm dọa đến cái cầm đều nhanh trực khớp, vội vàng khoát tay lui lại, không không không, tiểu thư ngươi cái này nói là lời gì, ta sao có thể đánh ngươi đâu, tiểu thư ngươi đừng đùa ta, quý tinh nhiên bất đắc dĩ, chỉ có thể nói, kia nếu không ta đánh ngươi, sau đó ngươi hoàng thủ đi, bao thẩm lập tức sửng sốt, bịch một tiếng liền quỳ xuống, khóc đến tan nát cõi lòng, tiểu thư, nếu là lão nô chỗ nào sai ngươi một mực đánh chửi chính là chỉ tuyệt đối đừng đuổi lão nô đi chủ tử đánh xuống người khi quá bình thường a à, nhưng là chủ tử đánh xuống người còn để hạ nhân đánh trả vậy khẳng định là muốn đuổi người đi bao thẩm dọa đến trái tim đều nhanh không nhảy các nàng thật vất vả mới tìm được một cái tốt như vậy chủ nhà là tuyệt đối sẽ không muốn đi không nói những cái khác lùng không khí lạnh sự tình tất cả mọi người được chứng kiến nếu là bây giờ bị đuổi đi đó chính là một con đường chết a à. bao thẩm khóc đến tan nát cõi lòng làm cho dư thẩm các nàng cũng dọa đến cuốn quyết quỳ xuống dập đầu thẩm tuệ tâm lúc đầu đang nghỉ ngơi đâu vừa mở mắt chính là như thế cái tình cảnh đầy đầu sương mù nhiên nhiên, ngươi làm cái gì đây làm sao làm cho bao thẩm các nàng khóc ròng ròng lại cùng khi còn bé đồng dạng đem người đánh rồi quý tinh nhiên gọi là một cái bất đắc dĩ a à. ta ngược lại là muốn đánh tới nhưng bất đắc dĩ người khác không phối hợp a à vừa hận sắc không thành thép mà nhìn xem bao thẩm các nàng diễn trò a à. diễn trò hiểu không hiểu a à các ngươi cũng không thể để nàng đối phụ mẫu vung nắm đấm a à. đại nghịch bất đạo thuộc về là quý tinh nhiên cùng phụ mẫu quan hệ cho dù tốt cũng có trong lòng mình tiêu chuẩn quý tinh nhiên nhức đầu không thôi quay đầu nhìn về phía những người khác cũng không biết có phải là bởi vì ánh mắt của nàng bên trong liền mang theo một loại ta muốn tìm người đánh nhau cảm giác dẫn đến mọi người vừa tiếp xúc với tầm mắt của nàng đều vô ý thức quay lưng đi, không dám không dám, kia là cùng quan binh lão gia đều có thể xưng huynh gọi đệ một nhà, ta nhưng không dám chọc, quý tinh nhiên. Liền rất tịch mịch, ngay tại quý tinh nhiên đã nhanh phải thất vọng thời điểm, nàng vạn năng điểm tích lũy thần khí thế mà thường tuyến, quý tinh nhiên chính phản phục đem chiếu rơm hủy đi biên biên hủy đi soát kỹ năng đâu, liền nghe được một bên đột nhiên truyền đến quen thuộc tiếng mắng chửi, chết làm sao không phải ngươi. Chính là ngươi cái này sao chổi đem ta lớn cháu trai chết cống. Ngươi phải cho hắn bồi mệnh, dễ rách. Bồi thường tiền hàng. Chúng ta lão quý gia làm sao nuôi ngươi thứ như vậy, ta hôm nay liền phải đánh chết ngươi cho ta cháu trai chôn cùng. Cái này tiếng mắng để người không có cách nào không chú ý. Quý tinh nhiên quay đầu nhìn sang, quả nhiên là người quen tôn lão thái đang mắng quý song nhi. Quý song nhi quỳ trên mặt đất, hai mắt vô thần. Quý tinh nhiên ngược lại là có đoạn thời gian không chút chú ý qua quý song nhi nàng cũng không phải quý song nhi người nào, hai người giao dịch thanh toán liền không có quá cùng một chỗ, chẳng qua trước đó quý song nhi không phải kích phát cái gì phản trọng nam kinh nữ đỡ đệ ma chi tâm sao, lẽ ra hẳn là cuộc khởi A, à, làm sao hiện tại còn quỳ trên mặt đất bị tôn lão thái mắng, quý tinh nhiên hưng phấn xoa xoa đôi bàn tay nàng cũng không muốn quản nhàn sự, nhưng là ngươi nhìn tôn lão thái, lớn lên giống không giống nàng đánh lộn đối tượng, quý tinh nhiên hào hứng dạt dào, cách đấu nhiệm vụ, ta tới rồi mươi 53, không rõ ràng toàn gia ra cái kim phượng hoàng, quý tinh nhiên lần này là không nghĩ mới hảo hảo cùng người chào hỏi lại động thủ, tôn lão thái loại người này, khó nói có thể hay không lớn yếu sợ mạnh, nhìn thấy quý tinh nhiên lại tránh, cho nên quý tinh nhiên trực tiếp chạy tới, vặn lại tôn lão thái tay, cuốn éo ở, mới phát hiện tôn lão thái cầm trong tay cây nhọn ngân cây trâm, đã không biết đâm quý song nhi bao nhiêu hạ, quý tinh nhiên tập trung nhìn vào, mới nhìn đến quý song nhi trên thân mấy chỗ đều đang chảy máu quát phong quý tinh nhiên giận ngươi có mau bệnh sao không biết tránh sao chợt hung hăng nhéo một cái tôn lão thái cổ tay nàng vịnh xuân không phải học cũng công liền loại này tôn lão thái thủ đoạn liền trật khớp dọa đến tôn lão thái kíp bên trong quan quát gọi bậy một cái khác có thể hoạt động tay liền hướng phía quý tinh nhiên trên mặt đến quý tinh nhiên chờ chính là cái này một cái cổ tay chặt cắt tại tôn lão thái cánh tay bên trên, tôn lão thái đau đến nghe răng trợn mắt, đại khái như thế đối phó ba cái hiệp, quý tinh nhiên rốt cục nghe được hệ thống nhắc nhở, nhiệm vụ ba, cách đấu tiến độ 13, quý tinh nhiên lúc này mới hài lòng thu tay lại, mà lúc này tôn lão thái hai cổ tay tử đều treo, mặt mũi tràn đầy sợ hãi, cái cầm cũng trật khớp, muốn mắng người, lại một chữ đều nói không nên lời, quý tinh nhiên lúc này mới cúi đầu đi xem dưới chân quý song nhi, mặt lộ vẻ nghi hoặc. Ngươi chuyện gì xảy ra? Làm sao tùy ý nàng đánh chửi? Quý Song Nhi ngẩng đầu lên, Quý Tinh Nhiên lúc này mới phát hiện trên mặt nàng lại có mấy đạo thật sâu vết máu, một đạo một đạo, có còn tại hướng xuống nhỏ máu. Quý Tinh Nhiên dọa sợ mẹ a. À. Hình tượng này cũng quá giống phim kinh dị đi. Quý Song Nhi hai ngày không có ăn cơm, nói chuyện uể oải, "Ta, ta hại chết đệ đệ ta, có ý tứ gì?" Quý Tinh Nhiên không hiểu. Quý song nhi hai mắt chảy ra nước mắt đến, luồng không khí lạnh đến thời điểm. Ta ôm lấy đệ đệ ta, ta không có đem hắn bảo hộ ở trong ngực, hắn chết cống. Cứ như vậy, sống sờ sờ chết tại ta trong ngực. Quý tinh nhiên lúc này mới phát hiện quý dương thị trong tay một mực ôm đứa bé kia không có. Cái này, quý tinh nhiên đem quý song nhi kéo lên, chết không chỉ là đệ đệ ngươi, phàm là thân thể yếu một điểm, đều không tránh thoát, cái này cùng ngươi không có quan hệ gì. Quý Song Nhi ngửa đầu nhìn xem Quý Tinh Nhiên, sắc mặt thê thảm hoảng hốt, có quan hệ. Nãy nãy ta muốn đem đệ đệ ta đưa ra ngoài, ta không nhường, ta ôm lấy hắn tránh nãy nãy ta, sau đó luồng không khí lạnh liền đến, cho tới bây giờ, Quý Song Nhi nghĩ đến một màn kia vẫn là không nhịn được toàn thân phát run, nàng ôm lấy đệ đệ chạy vội tôi lại chồng làm thành trong vòng, khó khăn lắm dựa vào đống lửa nhiệt lượng tránh thoát luồng không khí lạnh, nhưng chờ luồng không khí lạnh đi qua, nàng mới phát hiện trong ngực đệ đệ đã không có khí tức, quý song nhi không có cách nào không đi nghỉ, nếu như lúc ấy nàng không có ôm lấy đệ đệ rời đi đóng lửa an toàn phạm vi, có phải là đệ đệ sẽ không phải chết, quý tinh nhiên nắm bắt cầm của nàng ép buộc nàng ngẩng đầu, đừng khóc. Có cái này khí lực không bằng giữ lại đi đường, quý song nhi bị đau, không thể không thuận quý tinh nhiên tay ngẩng đầu, quý tinh nhiên tỉnh táo hỏi nàng, ngươi vì cái gì không để bà ngươi đem ngươi đệ đệ đưa ra ngoài, a à, Quý Song Nhi sửng sốt, Quý Tinh Nhiên cười lạnh nói, bởi vì ngươi biết đây tuyệt đối không phải chuyện gì tốt, đúng không? Quý Song Nhi nói không nên lời cụ thể nguyên nhân gì, nhưng xác thực có cảm giác này, ta cũng không biết vì cái gì. Nhưng ta chính là cảm thấy không tốt lắm, không nên đem hắn đưa cho người khác, mới 13 tuổi nữ hài tử, mặc dù bị buộc lấy hiểu chuyện, nhưng cuối cùng cũng chỉ là 13 tuổi thôi, suy xét đến cuộc sống của các nàng hoàn cảnh khả năng cả một đời ngay tại một cái thôn xóm. Một cái trấn nhỏ bên trong hai điểm tạo thành một đường thẳng, kiến thức tất nhiên không nhiều, chỉ là bản năng cảm thấy nguy hiểm. Quý Tinh Nhiên nói: "Ngươi không biết, vậy ta liền nói cho ngươi biết, cái này lưu vong trên đường nhà ai thiếu nhi tử sao?" Nhất định phải thu dưỡng đệ đệ ngươi. Quý Song Nhi lăng lăng nhìn xem Quý Tinh Nhiên, sắc mặt có chút quái dị, làm sao rồi? "Nói a." À. Quý Tinh Nhiên không hiểu, Quý Song Nhi bị buộc bất đắc dĩ, chỉ có thể nhỏ giọng nói: "Ta sửa nói." nhà ngươi thiếu nhi tử, cờ mờ nờ, quý tinh nhiên phục, tôn lão thái thật đúng là nói qua dạng này lời nói, quý tinh nhiên đè xuống trong lòng khó chịu, mắng là, thả nàng chó má, ngươi không rõ, ta đến nói cho ngươi loại tình huống này, bà ngươi muốn đem đệ đệ ngươi đưa tiễn, tuyệt đối không phải cho người ta thu dưỡng, mà là cho người ta ăn, quý song nhi sắc mặt nháy mắt trắng bệch, mà một bên hai mắt vô thần quý dương thị, đột nhiên bộc phát ra một trận sắc nhọn tiếng kêu, a. À, quý tinh nhiên quay đầu, thầm nghĩ hóa ra vị này cũng là hiểu rõ tình hình khó trách hài tử cuối cùng là tại quý song nhi trên tay quý dương thị không có năng lực bảo hộ hài tử mặc cho tôn lão thái đem hài tử cướp đi cuối cùng còn phải quý song nhi tới cứu nàng kia còn tại trong tả lót đệ đệ quý song nhi sợ hãi không thôi ăn ăn người quý tinh nhiên ngươi cho rằng đâu thật sự là ngốc cô nương từ nhỏ đã bị trong nhà chèn ép cảm thấy cả một đời đều muốn vì người khác còn sống dịu dàng ngoan ngoãn nghe lời mới là hiền lương thuộc đức cho tới bây giờ không nghĩ tới sẽ có đáng sợ như vậy sự tình a à. nhưng đối quý tinh nhiên đến nói quý xương minh cùng thẩm tuệ tâm cho tới bây giờ không có yêu cầu qua nàng phải giống như một cái nữ hài hoặc là giống nam hài bọn hắn chỉ hy vọng quý tinh nhiên trở thành một cái cứng cỏi dũng cảm thiện lương sáng sủa tích cực hướng lên người quý xương minh mặc dù sủng quý tinh nhiên nhưng là cũng chưa từng có cảm thấy quý tinh nhiên là cái nữ hài tử sợ hù dọa nàng cho nên không nói với nàng hắc ám sự tình. Quý tinh nhiên chính là quý tinh nhiên, nhưng quý song nhi không có, quý song nhi lăng lăng nhìn xem nàng còn lại người nhà. Quý dương thị cũng như là phát điên thét lên, dọa dạ đến ba tuổi tiểu nhi tử khóc lớn không thôi. Tôn lão thái mặt mũi tràn đầy âm độc mà nhìn chầm chầm vào quý tinh nhiên. Quý hiển vinh quay mặt qua chỗ khác, chỉ coi cái này sự tình không liên quan đến mình, chính là như vậy người một nhà, tại muốn đem đệ đệ nhỏ nhất đưa tiễn lại bị nàng phá hư về sau, buộc nàng đi ủy thân cho quan binh, đổi lấy lương thực cùng áo bông. Quý song nhi cười thảm một tiếng, hóa ra là dạng này, miên lai không phải ta làm sai, mà là để ta ấy nấy mới tốt khi nhục ta, chèn ép ta, để ta cam tâm tình nguyện dùng thân thể đổi lấy các ngươi khẩu phần lương thực, hóa ra là dạng này. Quý song nhi bỗng nhiên ngừng lại nước mắt, đột nhiên đối quý tinh nhiên nói, tinh nhiên tỷ tỷ, ta cầu ngươi mua xuống ta đi, ngươi yên tâm, ta biết rất nhiều làm trâu làm ngựa giặt quần áo nấu cơm nhận thảo dược cái gì cũng biết chỉ cầu ngươi đừng để ta gặp lại cái này buồn nôn toàn gia người ngạch a à, quý tinh nhiên sửng sốt không phải ta không có ý định mua người a à. mặc dù cha mẹ nói nếu như nhìn thấy người thích hợp có thể khảo sát khảo sát trước đặt vào quay đầu tìm đúng thời cơ ân huệ cùng uy nghiêm để bọn hắn phục tùng nhưng là quý song nhi một nhà là trước hết nhất bị bài trừ rơi mặc dù quý song nhi tác dụng thật lớn, nhưng là cái này cả một nhà, hung hăng càng quái lão thái bà, không biết tự lượng sức mình quý hiển vinh, không rõ ràng quý dương thị, đều là rơi tại quý song nhi sau lưng gánh vác, cho nên quý xương minh đầu một cái liền bác bỏ rơi, dù sao mẹ ngươi cũng là học y, nhất thông bách thông, học lên cái này cổ đại y thuật thảo dược đến khẳng định cũng nhanh. Cho nên quý tinh nhiên cũng không có nghĩ qua muốn cùng cùng quý song nhi đi được gần, nhưng bây giờ tình huống này đáp ứng hay là không đáp ứng a? không đáp ứng a. bạch bạch bỏ lỡ một cái hình người xoát điểm máy móc cùng một cái dược lý muội tử. đáp ứng a. sợ không đủ về sau phiền phức. chương 54. chúc mừng quý tinh nhiên thu hoạch được cưỡng chế nhiệm vụ. quý song nhi quỳ trên mặt đất, nắm thật chặt quý tinh nhiên góc áo, cho nàng dập đầu. tinh nhiên tỷ tỷ, ta van cầu ngươi, ta sẽ có rất nhiều tác dụng. van cầu ngươi. quý tinh nhiên sắc mặt là lạ, không phải là không thể mua người cha mẹ cùng với nàng đã sớm thương lượng xong, đi kinh thạch đạo, trừng thiên nước độc, phải có thế lực của mình, nhưng là nhất định không thể dính dáng tới phiền phức. Quý tinh nhiên cúi đầu nhìn xem quý song nhi, ngữ khí bình tĩnh hỏi, ngươi vì cái gì nhất định phải dựa vào người khác, a à. Quát! Phong, quý song nhi mờ mịt ngẩng đầu, không biết rõ quý tinh nhiên đang nói cái gì, quý tinh nhiên nói, ta không phải lần đầu tiên cứu ngươi, Ngươi cũng biết làm sao lợi dụng bản lãnh của mình đổi lấy vật tư cùng trợ lực, cho nên vì cái gì? Vì cái gì chỉ có thể dựa vào người khác, không thể dựa vào mình. Quý tinh nhiên không cần người khác cho nàng làm trâu làm ngựa, thật làm trâu ngựa rất dễ nuôi sao? Nuôi con trâu còn phải đem thả mục, nuôi con ngựa còn muốn bổ đêm cỏ đâu? Quý Song Nhi lúc này mới rốt cục hiểu được Quý Tinh Nhiên đang nói cái gì, một gương mặt trắng bệt trắng bệt, nàng có chút hoảng hốt. Đúng vậy a. À sớm tại trước đó thời điểm quý tinh nhiên liền nhắc nhở qua nàng lưu vong đội ngũ phơi gió phơi nắng dầm mưa thiếu ăn thiếu mặt mỏi mệt không chịu nổi sinh bệnh hư nhược nhiều đi nàng không phải còn dựa vào thảo dược đổi được gà rừng sao quý song nhi thì thầm nói ta ta cho là ta hại chết đệ đệ ta quý tinh nhiên có thể hiểu được cảm giác này nhưng là cũng không muốn cùng quý song nhi cảm thấy như bản thân giống vậy ngươi câu nói này chính là ta không thể mang theo ngươi lý do Quý Song Nhi ngửa đầu, vì cái gì? Quý Tinh Nhiên nói, hôm nay là đệ đệ ngươi, ta có thể phỏng đoán, có lẽ bà ngươi chết thời điểm ngươi sẽ không có sâu như vậy ấy nấy, vậy ngươi cha đâu? Mẹ ngươi đâu? Ngươi một cái khác đệ đệ đâu? Ta mang theo ngươi, đối ta mà nói, một miếng cơm liền phải đổi lấy ngươi một kiện việc, nhưng sau lưng ngươi mở ra nhiều như vậy há mồm, ngươi liền mở mắt nhìn xem ngoại trừ ngươi đệ đệ, cha ngươi mẹ ngươi bà ngươi, cái kia không thể làm sống tìm khẩu phần lương thực mệnh căn tử đồng dạng nam tôn đều có thể bị đưa đi, ngươi thật làm bọn hắn gọi ngươi ủy thân cho người là vì trừng phạt ngươi, mà không phải bọn hắn từ đầu tới đuôi đều tồn ác độc như vậy tâm tư sao. Quý tinh nhiên không khách khí chút nào ngay trước quý song nhi người một nhà trước mặt, đem bọn hắn tâm tư xấu xa đều cho vạch trần. Quý hiển vinh sắc mặt bình tĩnh không nói lời nào, quý dương thị không biết lúc nào cũng đình chỉ tru lên, ông thật chặt còn sót lại một đứa con trai, sắc mặt chết lặng, duy chỉ có tôn lão thái, không ngừng giơ chân, đáng tiếc hai tay cùng cái cầm đều trực khớp, chỉ có thể như cái máy xay gió đồng dạng nằm ngang vung cánh tay. Quý song nhi nhìn xem người một nhà này, dần dần hiểu được, nước mắt của nàng ngừng lại, che kín vết máu trên mặt, lộ ra một tia không nói rõ được cũng không tả rõ được nụ cười. Ta minh bạch, cảm ơn ngươi, tinh nhiên tỷ tỷ, ngươi yên tâm, ta sẽ sống phải thật tốt, sẽ không để cho bọn này ăn người người như ý. Quý song nhi đứng lên, đem bọn hắn nhà bên cạnh đống lửa gà rừng cho sách lên. Đối mặt tôn lão thái oán giận, quý song nhi lạnh lùng nói, đây là ta đổi lấy, nàng đã đói vài ngày, từ khi đệ đệ sau khi chết nàng liền không có lại được cho phép ăn xong. Bây giờ suy nghĩ một chút, nàng lấy được đồ vật, tại sao phải được cho phép khả năng ăn, nàng hiện tại muốn mình sinh tồn, nàng nhất định phải ăn cái gì, ăn chính nàng đồ vật. Quý song nhi mang theo thứ thuộc về chính mình, đi đến mặt khác dưới một thân cây nàng vô dụng lúc đầu đóng lửa nhóm lửa, mà là tùy tiện tìm người một nhà, ta có giả hành tây, cùng các ngươi đổi củi lửa. người nhà kia sợ hãi nhìn chầm chầm máu me đầy mặt Quý Song Nhi, vô ý thức nhẹ gật đầu, ngươi cầm đi. Quý Song Nhi lúc này mới lộ ra vẻ mỉm cười tới. nguyên lai like, chuyện này đơn giản như vậy sao? Tạ ơn. nàng nói. Quý Tinh Nhiên yên lặng nhìn xem Quý Song Nhi dâng lên đóng lửa, sau đó đem gà rừng nướng bên trên, gà rừng thậm chí không có quen nhưng chỉ cần có một khối có thế ăn, đều bị quý song nhi cho xé xuống, hung tận hướng miệng bên trong tắt, quý tinh nhi nhìn xem nàng dạng này, trong lòng nói không ra tư vị gì, nàng chuẩn bị đi trở về, nhưng là phút cuối cùng, đột nhiên lại nghĩ đến cái gì, quay đầu lại hỏi quý song nhi, mặt của ngươi là chuyện gì xảy ra, bị tôn lão thái vạch, quý song nhi ánh mắt không có chút rung động nào, chính ta làm. Bọn hắn muốn đem ta bán, ta làm bị thương mặt, liền không ai sẽ muốn ta. Quý tinh nhiên trầm mặt, thật lâu, nàng mới lên tiếng, về sau, có đau thời điểm, đau chỉ hướng người khác, đừng chỉ hướng chính mình. Quý song nhi đau thương cười một tiếng, tốt, ta biết. Quý tinh nhiên trở lại nhà mình bên cạnh đống lửa, thẩm tuệ tâm nhìn thoáng qua quý song nhi cùng quý hiển vinh một nhà bên kia, hỏi, nhiên nhiên, chuyện gì xảy ra? Quý tinh nhiên ngồi xuống, đem sự tình đều cùng thẩm tuệ tâm nói, thẩm tuệ tâm cũng là trầm mặt hồi lâu, mới lên tiếng, cổ đại nữ nhân thời gian, thật không phải là người qua, Quý Tinh Nhiên trong lòng có chút khó chịu, mẹ, ta có phải là đối Quý Song Nhi quá hà khắc rồi, nàng mới 13 tuổi, nàng chưa từng có cái gì kiến thức, nàng đã đang cố gắng, chỉ là không đạt được người hiện đại yêu cầu mà thôi, một cái 13 tuổi độc thân tiểu nữ hài, thật có thể không dựa vào người khác sống sót sao? Thẩm Tuệ tâm an ủi Quý Tinh Nhiên, ngươi sẽ khó chịu nói rõ trong lòng ngươi còn có thiện ý, đây là chuyện tốt. Nhiên Nhiên, coi như sơn cùng thủy tận, cũng không thể quên chúng ta là người cha mẹ dạy ngươi tự vệ dạy ngươi su lợi tránh hại không phải vì để ngươi biến thành một cái người có tâm địa sắt đá là hy vọng ngươi biết thiện lương tiền đề là mình có năng lực lại nói song nhi song nhi năng lực là chúng ta rõ như ban ngày nhưng là phiền phức cũng là rõ ràng như bây giờ không vừa vặn chính nàng rõ ràng chính mình tình cảnh về sau chủ động gãy mất phiền phức nàng gặp được nguy hiểm là nhất định bé gái mồ côi một cái người khác không đem nàng ăn sống nuốt tươi mới là lạ, đến lúc đó chúng ta lại ra tay, đây mới thực sự là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Thẩm tuệ tâm không hổ là đối mặt qua vô số y náo cùng giáo sư qua vô số học sinh đại học y khoa nữ giáo sư, quả thực là ngôn ngữ chuyên gia, mấy câu xuống tới, liền để quý tinh nhiên dễ chịu thật nhiều, nhưng quý tinh nhiên lúc này sắc mặt vẫn là là lạ, thẩm tuệ tâm lo lắng mà hỏi thăm, nhiên nhiên, làm sao rồi, quý tinh nhiên nghẹn một chút, thấp giọng nói, mẹ, ta. Hệ thống nhắc nhở ta, thu hoạch được một viên phong kiến nữ tính quật khởi chi tâm, liền. Xấu hổ, trước một giây cự tuyệt người khác, sau một giây, ba, hệ thống cho trái tim, thật sự là hình người xoát điểm máy móc không có chạy, làm cho quý tinh nhiên còn có một chút ấy nấy, nhưng lại nhịn không được nghĩ, cái này cho hệ thống, nếu là nàng đáp ứng mua xuống quý song nhi, có phải là liền không định cho nàng cái này rồi, thẩm tuệ tâm nghi ngờ nói, cái này cái gì? Cuộc khởi chi tâm có làm được cái gì a? À? Quý Tinh Nhiên ngưng thần tiếng không gian nhìn một chút, nháy mắt kinh, ta dựa vào. Có thể giải tỏa một cái nhiệm vụ ô vuông, Thẩm Tuệ Tâm vỗ một cái Quý Tinh Nhiên, thật dễ nói chuyện, Quý Tinh Nhiên vội vàng nói, ngượng ngùng ngượng ngùng quá khiếp sợ, một mực thể nàng hơn 10 ngày nhiệm vụ ô vuông, hiện tại lại có thể giải tỏa rồi, Quý Tinh Nhiên lập tức lựa chọn giải tỏa, hệ thống cũng không có chậm trễ. Một giây sau thông báo liền đến, chúc mừng Túc chủ giải tỏa nhiệm vụ mới cách, kiểm tra đo lường đến trước mắt Túc chủ có thể chọn nhiệm vụ ba cách đã đủ, đem cấp cho cưỡng chế nhiệm vụ, mời Túc chủ kiểm tra và nhận, Quý Tinh Nhiên. Hệ thống ta ít 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 đại gia ngươi, chương 56, mời Túc chủ tại trong 3 ngày đánh lui một nhóm mã phỉ, Quý Tinh Nhiên trong lòng là thật nằm cái lớn rảnh, nàng một mực cẩn thận từng ly từng tí, chính là vì để tránh cho mở ra cưỡng chế nhiệm vụ nàng hiện tại lớn sinh tồn điểm liền lấy ba lần, lần đầu tiên là kích phát quý song nhi lòng phản kháng, lần thứ hai là thu thập, kỹ năng lên tới cao cấp, gần đây lần này chính là bệnh, kỹ năng lên tới cao cấp, tổng cộng 300, trong đó 100 còn cần đến hối đoái, lịch ngày, công năng, 7-8 phần dùng xong một chút, hiện tại tổng cộng mới hơn 220 cái sinh tồn điểm. Quá, nàng còn không có chuẩn bị kỹ càng tiến hành cưỡng chế nhiệm vụ. Quý tinh nhiên thở phì phò hướng trên mặt đất một nằm, nhắm mắt tiến vào không gian nhìn điện thoại, khá lắm, cưỡng chế nhiệm vụ mặt bài chính là không giống, những chữ khác thể đều là điện thoại bình thường kiểu chữ, cưỡng chế nhiệm vụ kiểu chữ là mang theo đại kim bên cạnh ti chất kiểu chữ, quý tinh nhiên ý đồ vượt qua cưỡng chế nhiệm vụ biểu tượng, đi điểm trên điện thoại di động cái khác biểu tượng, kết quả còn điểm không được, cưỡng chế nhiệm vụ không riêng cưỡng chế làm, còn muốn cưỡng chế nhận lấy sao, không nhận lấy liền khác công năng đều dùng không được, đây cũng quá bá đạo đi. Quý tinh nhiên hùng hùng hổ hổ bị ép nhận lấy cưỡng chế nhiệm vụ, mời túc chủ tại trong 3 ngày đánh lui một nhóm mã phỉ, nhiệm vụ thành công, ban thưởng đặc thù gói quà một, nhiệm vụ thất bại, khấu trừ sinh tồn điểm 100, ghi chú, như túc chủ còn thừa sinh tồn điểm không đủ 100, hệ thống đem tự hành rút ra bên trong túi đeo lưng vật tư tiến hành chống đỡ trừ, chống đỡ trừ không đủ, sẽ lấy tổn thương, bệnh, nhược đẳng trạng thái kèm theo túc chủ, nên trạng thái tiếp tục một ngày chống đỡ trừ cả đời tồn điểm, quý tinh nhiên, mẹ nó, nhiệm vụ ta làm, nhưng ngươi cái này gói quà nếu là không đáng 100 cái sinh tồn điểm, ta từ hôm nay trở đi nằm mắng ngươi, ngồi mắng ngươi, ăn cơm mắng ngươi, uống nước đi nhà xí đều mắng ngươi, quý tinh nhiên cùng cái cương thi đồng dạng bịch nằm xuống, hiện tại lại cùng cái cương thi đồng dạng bá một cái dọc theo nửa người trên ngồi dậy, thẩm tuệ tâm ôm ngực, nhiên nhiên ngươi nhanh đừng làm. Ta thân thể này chịu không được, quá yếu, khó trách cổ trang kịch bên trong người động một chút lại đau đầu muốn choáng, là thật, một bị kích thích, một kích động, mệt nhọc phiền lòng, tư vị kia liền lên đầu, không một đố gột nên hồ, loại điều kiện này dưới, thẩm tuệ tâm đối cái này nguyên thân thân thể hoàn toàn bất lực, quả thực quá nháo tâm, quý tinh nhiên nắm lên quý xương minh cho nàng làm chất gỗ cung tiễn, cùng hệ thống ban thưởng bằng sắt tiểu đao, trở mình một cái bò lên, cưỡng chế nhiệm vụ có thời gian hạn chế. Từ nàng nhận lấy một khắc này bắt đầu tính lên, hết thảy 72 giờ, điện thoại trang chủ bên trên liền có đếm ngược, hiện tại đã là 71, 58, 31, liền buổi tối hôm nay cũng đừng nghĩ thật tốt ngủ, quý tinh nhiên căng dặn thẩm tuệ tâm, mẹ, ngươi nhớ kỹ, chống nổi đêm nay lại ăn thuốc, lịch ngày nói hôm nay kỳ uống thuốc, vậy liền khẳng định là kỳ uống thuốc. Quý tinh nhiên sẽ không để cho thẩm tuệ tâm mạo hiểm như vậy, thẩm tuệ tâm gật đầu, yên tâm, nương tâm lý nắm chắc, quý tinh nhiên cổng túi đựng tên rời đi đóng lửa, bắt đầu lặng yên che giấu đi thăm dò nhìn tình huống chung quanh, đến mắt địa về sau dòng sông rõ ràng ít đi rất nhiều, nhưng ước chừng là bởi vì lúc trước luồng không khí lạnh tổn thất quá nhiều người, bọn quan binh đối còn lại phạm nhân không có như vậy khắc nghiệt, thật nhiều đã đói đến gầy trơ cả xương, hoặc là thụ thương nghiêm trọng hán tử, đều được cho phép lấy xuống xiền chân, ba ngày cũng là chờ trời sáng mới xuất phát, mặt trời lặng liền bắt đầu tìm nghĩ lại doanh địa, nhất là hôm nay. Vì không để đi chọn mua người tục lại phía sau, mặt trời xuống núi trời vẫn chưa hoàn toàn đen thời điểm gặp dòng sông liền ngừng lại quý tinh nhiên bọn hắn danh địa ngay tại khoảng cách dòng sông cách đó không xa trong rừng trước kia tất cả mọi người càng muốn ngủ ở trên bờ sông bởi vì tầm mắt càng rộng rãi hơn có thể nhìn thấy bên kia bờ sông khoảng cách lâm tử cũng có một khoảng cách có thể dự phòng trong rừng đột nhiên xông ra người tới nhưng là thời tiết lạnh về sau mọi người liền càng muốn tại trong rừng nghỉ lại có thể mượn cây cối treo chiếu rơm chắn gió nhưng trong rừng là nguy hiểm trước đó liền có người châm lửa thịt nướng dẫn tới lợn rừng tại trong rừng một trận mạnh mẽ đâm tới đụng đổ mấy cái đống lửa đương nhiên sau cùng kết cục là bị người ta tóm lấy thành món ăn trong mâm quý tinh nhiên cổng túi đựng tên tay cầm tiểu đao dọc theo danh địa dựa vào lâm tử biên giới cẩn thận đi lại lâm tử thuận tiện ẩn núp nhưng không dễ dàng có mã phỉ ngựa tại trong rừng hành động không tiện tốc độ cũng tới không tới cho nên trước dùng ít nhất thời gian nhanh chóng kiểm tra sông Lâm Tử, sau đó lại đi xem trên bờ sông tình huống. Quý tinh nhiên dọc theo doanh địa biên giới đi hai vòng, xác định không có ngựa phỉ tung tích, vì sợ mình nhìn để lọt, quý tinh nhiên thậm chí còn hao phí cả đời tồn điểm khoản tiền lớn, sử dụng một lần lịch ngày xem bói công năng. Lúc đầu sinh tồn điểm coi như dư giả, nhưng nghĩ đến cưỡng chế nhiệm vụ khấu trừ 100 sinh tồn điểm trừng phạt, liền có một chút vĩ khuất, tân tân khổ khổ sống qua một ngày mới có thể có một cái sinh tồn điểm kết quả xem bói một chút liền không có bốn bỏ năm lên tương đương với trừ quý tinh nhiên một ngày tiền lương mặc dù không có làm qua xả súc nhưng vẫn là ủy khuất cầu quẻ mã phỉ phương hướng giải quẻ trong phạm vi một trăm dặm không mã phỉ quý tinh nhiên bốc nhưng không hoàn toàn bốc quý tinh nhiên chỉ có thể đình chỉ lắc lư chuẩn bị đi trở về nghỉ ngơi bảo tồn thể lực kết quả từ doanh địa biên giới đi vào trong thời điểm vừa hay nhìn thấy quan binh tại sai sử một chút tù phạm chế biến thảo dược, nói là muốn phân cho mọi người uống. Dù sao quay đầu đến kinh thạch đạo giao tiếp, tù phạm nhân số quá ít cũng không phải vấn đề. Quý tinh, đốt nhìn xem kia một nồi lớn nước thuốc, lông mày hơi nhíu lại, nàng trở lại bên cạnh đống lửa, cùng thẩm tuệ tâm nói, mẹ, là ta nhạy cảm sao, thẩm tuệ tâm trầm tư một lát, không phải, ta cũng cảm thấy có vấn đề. Bọn hắn một nhà ba miệng đều nói xong hôm nay dù là ho khang phát nhiệt, cũng tạm thời không uống thuốc, cho nên căn bản liền không chuẩn bị dược vật, hiện tại cũng đã là ban đêm, tiếp cận không điểm, cũng không có ứng nghiệm, ngay tại cái này trong lúc mấu chốt, quan binh chế biến thảo dược muốn phân cho mọi người uống, thẩm tuệ tâm khuôn mặt nghiêm túc, nhiên nhiên, người đi tìm quý tam thúc đệ tử, để bọn hắn nghĩ biện pháp nghiệm chứng một chút thảo dược sự tình, quý tinh nhiên gật đầu, được, quý vân đài có mấy cái đệ tử, đều là mang nhà mang người người đọc sách, đầu năm nay người thành thân sớm, mặc dù bé con đều có nhưng niên kỷ cũng không lớn phần lớn chừng hai mươi lớn nhất một cái cũng mới hai mươi tám hai mươi chín quý tinh nhiên đi qua mấy người đệ tử vội vàng lôi kéo ra, quyến đứng dậy quý cô nương quý tinh nhiên khoác khoát tay đừng khách khí đừng khách khí tự tại một điểm ta là có chuyện đến cầu các ngươi mấy cái thư sinh vội vàng chắp tay quý cô nương cứ việc phân phó bọn hắn trận này nhờ vào đại đoàn thể tốt xấu xem như có thế sống qua lưu vong mấy ngày này người đọc sách biết lễ tiết, mặc dù có thanh cao khí tại, nhưng là quý tinh nhiên một nhà chưa từng có ta đến ăn thái độ, cho nên tương đương phải những đệ tử này kính trọng. Mọi người đều biết quý nhị lão gia quý xương minh cái này độc nữ tính tình cứng cỏi, so nam tử đều lợi hại, cho nên không dám xem thường. Quý tinh nhiên tìm lý do nói, ta lúc trước đi đường thời điểm nhìn thấy qua bị người hái sạch cây thầu dầu tử cùng giả ba đậu, vừa rồi đi ngang qua quan binh chỗ ấy thời điểm, giống như thoáng nhìn trong nồi có hai thứ đồ này nhưng lại sợ là nhìn lầm, ngượng ngùng đi tìm quan binh nói, các ngươi có biện pháp gì có thể nghiệm chứng một chút sao, mấy người đệ tử nghe xong, lập tức đều cảnh giác lên, cái này cũng không dịu, chương 57, bắt đau đầu thí nghiệm thuốc, nếu là thật sự lầm thả thứ này, không biết phải có bao nhiêu người bị ngộ thương, ta mới vừa rồi còn nói muốn chờ thuốc nấu xong muốn cho ta nương tử bưng một bát, nàng có chút ho khan, ta cũng vậy, ta cái này đi tìm quan binh mấy người đệ tử lập tức đứng dậy đi tìm quan binh nói rõ tình huống. Quan binh ngược lại là cũng ngoài ý muốn, đang xì một nồi lớn chén thuốc, cặn thuốc đều nấu hóa, hiện tại cũng nhìn không ra đến a à quát, cũng không thể bởi vì một câu liền đem cái này một nồi lớn thuốc cho đổ đi. Hiện tại thảo dược nhiều trân quý a, à. quan binh cũng khó khăn. Quý vân đài một cái tính tình cơ linh đệ tử liền bám vào quan binh bên tai nói, không bằng tìm chút đau đầu. Ai là đau đầu quan binh có ít thật nhiều, lập tức tiếp thu cũng không lâu lắm liền gặp quan binh tìm mấy người không biết nói cái gì mấy người kia nhanh chóng chui vào lưu vong trong đội ngũ đương nhiên không có đến quý tinh nhiên bọn hắn bên này không riêng gì không đến nhà nàng cái này lửa nhỏ chồng là liền toàn bộ kết minh đoàn thể phạm vi đều không đến xem ra quý xương minh cùng quý phú đình quý vân đài cùng quan binh quan hệ quả nhiên không sai kiểm tra dược vật loại chuyện này không có để bọn hắn người mạo hiểm quý tinh nhiên vui tươi hớn hở lão cha chính là lợi hại thật tốt a, à. xuyên qua còn có thế cùng thân yêu lão cha lão mụ cùng một chỗ. Ngay tại quý tinh nhiên cười ngây ngô thời điểm, bên kia yêu quan sát dư thẩm cảm thấy không thích hợp, nàng lặng lẽ hỏi bao thẩm, ta thế nào cảm giác giống như có chút không thích hợp, những người kia lặng lẽ cùng người nói cái gì đó. Bao thẩm ngẩng đầu nhìn lướt qua, biểu lộ có chút biến, thấp giọng phân phó dư thẩm, người đi hỏi thăm một chút, nếu là có sự tình, phải cùng các chủ tử nói, dư thẩm gật gật đầu, lặng yên không một tiếng động mượn mút nước, nhặt củi lửa cớ, mang theo cái gùi cùng nồi lớn, từ nhà khác bên cạnh đống lửa đi qua. Sau một lát dư thẩm trở về, bao tỷ tỷ, ta thăm dò được, nói là quan binh chịu một nồi thuốc, nhưng là không đủ phân, nếu ai muốn, hiện tại lấy tiền đi qua khả năng đánh một bát. Bao thẩm nghe xong, vội vàng nói, kia phải tranh thủ thời gian cùng chủ tử nói, chủ tử nhiễm phong hàng, ban đêm đều ho khan đâu. Hai người thả tay xuống bên trong sống, vội vội vàng vàng tới cùng thẩm tuệ tâm quý tinh nhiên báo cáo, thẩm tuệ tâm gật đầu, ta biết, làm nhiều tốt, buổi sáng ngày mai một nhiều người phát một cái đen bánh bột ngô, bao thẩm vội vàng đáp ứng, dư thẩm cao hứng cực, ngồi trở lại đến một bên làm việc một bên hóa trang thẩm nói, ta chủ tử người thật tốt. So trước đó còn tốt, bao thẩm lúc đầu nghe còn thích hợp, sau khi nghe được nửa câu, sầm nét mặt, đừng quản người chủ nhân kia, đều không phải ngươi có thế bố trí quản tốt ngươi cái miệng này quay đầu bị chủ tử chán ghét mà vứt bỏ đừng cầu ta giúp ngươi nói giúp dư thẩm lúc này mới vội vàng im miệng ta không nói ta không nói ta liền đỉnh muốn cùng hiện tại chủ tử vậy thì nhanh lên làm việc đem tiểu thư hôm nay bắt con thỏ hơ cho khô ngày mai mới tốt mang theo lên đường vâng bao thẩm các nàng vô cùng cao hứng cho thẩm tuệ tâm hồi báo xong về sau liền tiếp tục làm việc quan binh bên kia đã tại quý vân đài đệ tử trợ giúp hạ đem tin tức lan rộng ra ngoài kỳ thật lưu vong trong đội ngũ đau đầu không ít quan binh sớm muốn thu thập nhưng là lại không thể làm khai sát giới vừa vặn lúc này để cho bọn họ tới thử xem cái này chén thuốc sau đó quý tinh nhiên liền thấy quý xương minh cho nàng cùng thẩm tuệ tâm điểm qua tên để đặc biệt đề phòng mấy người quả thật đều lén lén lúc lúc đi tìm quan binh kỳ diệu nhất chính là tôn lão thái cũng ở trong đó cũng không biết cuối cùng nàng trật khớp ai cho chuẩn bị xong dù sao tôn lão thái hiện tại liền chạy đi cùng quan binh cãi nhau dựa vào cái gì không để chúng ta uống? Cũng bởi vì chúng ta không có tiền sao? Ta mặc kệ, ta liền phải uống. Ngươi không để ta uống, ta liền chết cho các ngươi nhìn. Sau đó hướng trên mặt đất một tòa, bắt đầu khóc lóc ong sòm. Quan binh không cho lương thực, không cho thuốc, muốn giết chúng ta à? Trời đánh quan binh, có người hay không có thế quản quản. Quan binh vui, cái này không vừa vặn, chúng ta muốn thử xem chén thuốc có hay không độc ngươi sợ ăn thịt thòi nhau nhau muốn uống, hoàng mỹ, quan binh một bộ nhau nhau chẳng qua tôn lão thái dáng vẻ, cho tôn lão thái đánh một bát thuốc, được được được, ngươi uống đi, tôn lão thái ngại quá ít, còn có nhi tử ta, cháu của ta, đều muốn, quan binh không có dông dài, lại cho hai bát, quý tinh nhiên cùng quý vân đài mấy người đệ tử lưu tâm quan sát đến, tôn lão thái uống một bát, quý hiển vinh uống một bát, quý vân làm ầm ỉ, cảm thấy chén thuốc quá khổ không chịu uống, giao cho quý dương thị, ta không muốn, nương, ngươi uống, ngươi uống, quý dương thị hống không tốt, mắt thấy chén thuốc muốn lạnh, liền chuẩn bị mình uống, kết quả tôn lão thái thoáng nhìn, chọc đoạt lấy chén thuốc, từng ực từng ực mấy ngụm xuống dưới, còn nhục mạ quý dương thị, ngươi là thứ gì? Ngươi phối uống thuốc sao? Để ngươi thở đều là lãng phí, quý dương thị xấu hổ không chịu nổi. Vô ý thức liền hướng phía quý song nhi nhìn lại dĩ vãng bị bà bà đánh chửi thời điểm, nàng nam nhân cùng nhi tử là không có phản ứng gì chỉ có nữ nhi sẽ giúp nàng cùng một chỗ tiếp nhận nhưng bây giờ không có quý song nhi là người thông minh mới như thế không lâu sau nàng đã đổi địa phương cùng một đôi vợ chồng già ngồi cùng một chỗ nàng tại giúp vợ chồng già đi đường mài hỏng trên lòng bàn chân thuốc vợ chồng già dùng một cái bình nói nhỏ chịu đựng cháo hơn phân nữa là có quý song nhi một phần nàng cảm nhận được quý dương thị ánh mắt lại ngay cả đầu đều không có nhất quý tinh nhiên nói khẽ với thẩm tuệ tâm nói không sai có tiến bộ thẩm tuệ tâm gật đầu nói không trải qua ngăn trở liền không thể sống lại quý tinh nhiên nằm xuống hiếp mắt một hồi lão cha không tại nàng ban đêm tận lực sẽ không ngủ được quá chết kết quả vừa nằm xuống không bao lâu quý vân đài đệ tử liền đến tìm nàng quý cô nương quấy rầy bên kia có tin tức quý tinh nhiên lập tức đứng dậy đem chăn mình cho thẩm tuệ tâm dịch tốt cùng quý vân đài đệ tử đi qua một bên thế nào những người khác còn tốt phản ứng không lớn chỉ có một hai cái tiếng rừng cây hẳn là tiêu chảy duy chỉ có cái kia tôn lão thái tôn lão thái như thế nào nàng một hơi uống hai bát lớn lúc này đã nhả lên không được thân thượng thổ hạ tả nửa cái mạng đều không có dáng vẻ còn đem người bên kia buồn nôn không được để quý dương thị đem nàng kéo đi nơi xa xử lý quý tinh nhiên ân ta không có cười trên nỗi đau của người khác chỉ là khống chế không nổi khóe miệng của mình, làm rất khá. Quý tinh nhiên đối mấy người đệ tử khích lệ nói, các đệ tử ngượng ngùng không thôi, nói gì vậy chứ, quý cô nương còn có việc sao? Cứ việc phân phó, tiên sinh xuống núi trước đó dặn dò qua, nếu như các ngươi gặp nạn, chúng ta nhất định phải ra tay giúp đỡ, quý tinh nhiên sờ sờ cái cầm, dạng này a, à, thật là có một chút khó xử, các đệ tử lập tức vểnh tai, quý cô nương mời nói quý tinh nhiên đi qua đem bao thẩm các nàng không kịp hơ cho khô thịt thỏ cho lấy một bát ra tới nhiều không có cái này một bát thịt thỏ các ngươi thu cất đi đừng chối từ các ngươi đều là trên có già dưới có trẻ chỉ dựa vào phân phát chút đồ vật kia ăn không đủ no mấy người nghe vậy nhân tiện nói tại nhận lấy hết thảy xử lý hoàn tất quý tinh nhiên nhẹ nhàng thở ra lần nữa nằm xuống không điểm lịch ngày đổi mới hôm nay cát phía đông bắc hôm nay hung phía tây nam quý tinh nhiên làm sao biến thành phương vị các hung rồi? Phương vị chẳng lẽ? Cùng cưỡng chế nhiệm vụ có quan hệ, chương 58. Chúc mừng quý tổng tiền đặt cọc cầm xuống xe ngựa một cổ, hiện tại cái này tối như bưng, quý tinh nhiên cũng chia không rõ phương hướng, tại hiện đại liền không có nắm giữ loại kỹ năng này, chỉ có thể chờ đợi buổi sáng ngày mai mặt trời mọc lại căn cứ mặt trời phân biệt. Quý Sương Minh tại trong chợ đêm ghé qua, chọn cần mua sắm vật phẩm, hiện tại bọn hắn cũng không thiếu đồ ăn quý tinh nhiên tiếp nhiệm vụ, đơn giản những cái kia ban thưởng đều là đồ ăn, tăng thêm quý phú đình cái này thổ hào cuối cùng sẽ cho nợ, từ quan binh nơi đó làm ra một chút lương khô, phân cho quý xương minh cùng quý vân đài hai nhà, cho nên trước mắt đồ ăn cũng không thiếu, thấy cái gì trực tiếp mua, không dùng nhiều phí tinh lực chọn lựa. Quát, quý xương minh trọng điểm đặt ở sắp đến kinh thạch đạo chuẩn bị bên trên, đầu tiên là vải vóc cùng áo bông, đây là nhất định phải, càng nhiều càng tốt mình xuyên không được có thể đổi thành những vật khác. Sau đó là dầu muối tương giấm hương liệu loại hình, con mồi của bọn họ nhiều, cần những cái này tới lui tanh gia vị, không phải quá khó ăn. Lại sau đó là công cụ cùng vũ khí loại, cũng là khó khăn nhất mua. Đồ sắt đắt đỏ, còn hạng mua, quý xương minh hoa một chút công phu, chạy lượt có thể tìm tới tiệm thợ rèn cùng tiệm tạp hóa, toàn lực mua. Lúc này hắn quyết tâm, mua ba chiếc mang phòng mưa vải dầu đồ trang trí trên nóc xe ngựa dùng vật mua được nhồi vào ba chiếc xe ngựa chính là đáng tiếc mua không được ngựa còn phải để bán xe người giúp hắn đưa xe ngựa đuổi tới dịch quán lại đem xe tháo xuống sáng sớm hôm sau bọn quan binh tiêu khiển ngủ đủ về sau xuống lầu mới phát hiện quý xương minh thế mà mua ba chiếc xe ngựa quan binh sắc mặt không được tốt quý xương minh cười đưa lên một bao bạc nói quan gia tạo thuận lợi đã thông qua khí quý phú đình cũng ở bên cạnh nói yên tâm sẽ không gọi các ngươi khó xử đến kinh thạch đạo tự nhiên có người tới đón ta xe ngựa này vô luận là cho bọn hắn mang đi vẫn là ném cũng sẽ không chậm trễ chuyện của các ngươi quan binh sắc mặt lúc này mới khá hơn một chút ước lượng kia một bao triệu nặng bạc mới nói vô luận như thế nào cùng kinh thạch đạo quan sai giao tiếp trước đó xe ngựa này phải xử lý quý xương minh cười nói kia là đương nhiên kia là đương nhiên hắn chọn mua đồ vật thời điểm đặc biệt đổi một đống bạc rất có phân lượng hiếu kính không nhiều ít nhưng là hơi mỏng nhẹ nhàng vàng lá, cùng triệu nặng bao trùng tử thỏi bạc khác biệt, vậy liền cùng chuyển khoảng mấy số không, cùng phiếu đỏ phiếu mấy sấp khác biệt đồng dạng, tiền là đồng dạng, nhưng là thị giác, xúc giác xung kích nhưng quá khác biệt. như thế một bao bạc tới tay, quan binh lại thế nào đều nói không nên lời cự tuyệt đến ai sẽ bỏ được một lớn chồng chất tiền giấy đến trong tay lại đẩy ra đi a, à? quan binh không nói gì, mang theo bọn hắn đi vận chuyển lần này chọn mua hàng hóa, quý xương minh ba người vừa lòng thỏa ý đuổi theo đội ngũ trên đường quý phú đình dùng sức đập quý xương minh bả vai khen không dứt miệng xương minh huynh ngươi cái này cách cục đỉnh đỉnh lớn quý xương minh cười đến ôn nhu phú đình huynh biết ta vất vả chính là chẳng qua nói xong xe ngựa này huynh để chúng ta một người một cổ nhưng trên xe vật tư cũng không thể cùng hưởng quý phú đình không thèm để ý chút nào ta là hành thương còn có thế không rõ cái này giá cả dễ nói Quý Sư Minh cảm thấy cùng người thông minh nói chuyện thực sự là dễ chịu không ít, nhìn xem Quý Phú Đình ngốc A. À. Người ta cái này gọi đại trí giả ngu, thiên kim vạn ngân với hắn mà nói đều là tiền trinh, cùng nó móc móc lục soát, không bằng hào phóng lộ ra, đổi được mình trên đường dễ chịu. Quý Vân Đài một cái người tiền tài không bằng Quý Phú Đình nhiều, nhưng là cũng may đệ tử của hắn cũng còn tính ra hơi thở, huống hồ bọn hắn chính là quân tử, không có ủng phí chiếm tiện nghi người khác sự tình dạng này liền dễ nói, quý xương minh nói, lâm thời mua không được cái gì tốt xe ngựa, cái này có một cổ dầu cây trẩu cũng còn không có lên tới đạo thứ ba, nhưng thời gian cấp bách, cũng chỉ có thể mua lại, lập tức, 10 lượng bạc xe ngựa mình dùng một cổ, một cái khác chiếc lấy 100 lượng giá tiền bán cho quý phú đình, dầu cây trẩu còn kém một đạo xe ngựa 7 lượng bạc, lấy 72 giá tiền bán cho quý vân đài. Quý Phú Đình cùng Quý Vân Đài hai người không có chút nào dị nghị, thậm chí còn cảm thấy rất đẹp dù sao quý xương minh đi ra cơ hội cái kia cũng không phải được không, cũng là muốn chuẩn bị, làm người bằng phản điểm, đều đến cảnh giới này, kết giao một cái có bản lĩnh còn có thế tin cậy người, này một ít tiền bạc tính là gì, ba người giao dịch 10 phần viên mãn, tiếng cười đều cởi mở lên, bọn quan binh được bạc cũng rất là vui vẻ, một mảnh tường hòa, trừ Nguyễn Thị, Nguyễn Thị nhìn chầm chầm quý xương minh, trong lòng vừa thẹn vừa hận, đêm qua nàng đuổi theo quý xương minh ra ngoài, kết quả chạy mấy con đường cũng không thấy người, bất đắc dĩ chỉ có thể quay lại tới, nhưng trở về về sau đi, quý phú đình cùng quý vân đài tắm rửa ngủ say như chết, quan binh cùng quý xương minh cũng chưa trở lại, làm hại nàng chỉ có thể tại bên ngoài phòng chờ lấy, nàng rửa sạch mặt mũi về sau dung mạo thật là không tệ, đêm hôm khuya khoắt canh giữ ở người ta cửa phòng, lập tức liền gây nên sự chú ý của người khác, dịch quán nơi này, người lui tới nhiều lại tạp, không khỏi có người động không tốt tâm tư. Nguyễn Thị gian nan thoát khốn, nhưng vẫn là bị người âm thầm chấm mút, bởi vậy trong lòng càng là hận cực quý xương minh bọn người. Quý xương minh cùng quan binh mãi cho đến giờ tí qua đi mới trở về, Nguyễn Thị dùng bị dịch quán trưởng quỷ một người ăn đậu hũ, đổi được nàng trốn ở phía sau quầy, tránh né vô số người chấm mút, chờ quý xương minh bọn hắn trở về về sau, Nguyễn Thị mới hận hận chui ra ngoài. Quý Sương Minh còn một bộ kinh ngạc dáng vẻ, ôi, Nguyễn Phu Nhân, ngươi làm sao ở bên ngoài? tại sao không trở về gian phòng nghỉ ngơi, Nguyễn Thị tức giận đến nước mắt đều muốn đến rơi xuống, ngươi đi hỏi một chút bên trong kia hai cái. Ngủ được cùng lợn chết đồng dạng, quý xương minh thầm nghĩ, muốn nói quý phú đình ngủ được cùng lợn chết đồng dạng còn có thể, quý vân đài khẳng định là sẽ không, hai người sợ dĩ vờ ngủ không mở cửa, chỉ sợ là không nghĩ chọc cái phiền toái này, quả nhiên, quan binh trở về, vừa gọi cửa liền mở. Quý Phú Đình mới nhỏ giọng nói, nàng như vậy kêu cửa chúng ta làm sao có thể không có tỉnh. Nhưng quan binh không tại, hai chúng ta đại nam nhân, nàng một nữ nhân, phù hợp chung sống một phòng sao, quan binh nói cho cùng cũng là người của triều đình, có lẽ sẽ có một ít tay chân, nhưng là không đến mức làm ra bị ổi sự tình tới, có quan binh tại, tất cả mọi người không có phân biệt giới tính, ở trên mặt đất mà ngủ đều được, nhưng là không có quan binh tại, ai có thể nói được rõ ràng, quý phú đình không công lồng ngực, chúng ta bị xét nhà trước đó cũng là người thể diện, muốn cái gì dạng tiểu nương tử không có. Không vội tại cái này nhất thời, quý vân đài chỉ lấy tay áo che mặt, phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nhìn, tối hôm qua, mấy cái nam cuối cùng song song ngủ ở đại kháng bên trên, quý xương minh mạnh mẽ chen tại quý phú đình cùng quý vân đài ở giữa, Nguyễn Thị xem xét không có cứng trắng dáng quý xương minh khả năng, hận đến gần như đem một hơi răng ngà cắn nát, cuối cùng chỉ có thể miễn cưỡng trên bàn nằm sấp một đêm hôm nay lên bước chân gọi là một cái phiêu hốt, nhưng quý xương minh ba người liền cùng không thấy được đồng dạng, mấy cái đại lão gia trò chuyện lửa nóng, liền xen vào công phu cũng không cho Nguyễn Thị, Nguyễn Thị dẫm lên chân nhỏ cùng một đường, căm hận cực, chờ gặp phải đội ngũ, quý xương minh quay đầu nhìn thoáng qua, Nguyễn Thị trên mặt, trên tay trên chân, cũng đều xoa bụi đất cùng bùn, còn có một số cỏ dại chất lỏng, sơn đen mà đen, lúc này cũng không xuẩn, chương 59, ăn khang nuốt đồ ăn cũng phải làm cho ngươi được sống cuộc sống tốt. Bên này quý tinh nhiên cùng thẩm tuệ tâm trong mòn con mắt, rơi tại cuối hàng không chỗ ở về sau nhìn, nghe được xe ngựa động tỉnh lúc còn tưởng rằng là mình nhìn lầm. Kết quả nhìn thấy quý xương minh nghe răng trợn mắt này ép lôi kéo kéo lấy một chiếc xe ngựa khi đi tới, quý tinh nhiên đều kinh ngạc đến ngay người. Quý tinh nhiên dụi dụi con mắt, nói chuyện đều cà lâm, mẹ, ta không, không nhìn lầm a à. thẩm tuệ tâm dậm chân một cái, Quay đầu gọi tiểu đoàn thể bên trong người, người trở về, còn không mau đi hỗ trợ, quý phú đình hạ nhân, cùng quý vân đài các đệ tử lúc này mới cúng quyết xong đi lên, tranh thủ thời gian giúp đỡ ba người đem đồ vật cho tháo xuống, đổi thành đệ tử cùng người hầu kéo xe, bao thẩm các nàng cũng đi đằng sau giúp đỡ đẩy, quý xương minh thập khiển đi qua đến, nhếch miệng xong thẩm tuệ tâm cười, thẩm tuệ tâm vừa vội vừa tức, vừa mắng quý xương minh, một bên nước mắt liền đến rơi xuống. Quát gọi ngươi nhiều mua ngươi cũng phải cân nhắc một chút a à. xe ngựa này là người kéo sao quý xương minh cười hắc hắc không có khổ cực như vậy quan binh mang hai con ngựa xuống dưới giúp đỡ kéo một hồi còn lại chúng ta mấy người thay phiên kéo đẩy đi lên thẩm tuệ tâm gỡ ra quý xương minh quần áo nhìn thấy trên bả vai hắn thật sâu vết máu nước mắt dừng đều ngăn không được ngươi ngốc hay không ngốc a à. đừng chết quý xương minh nắm lấy thẩm tuệ tâm tay cười nói này một ít tổn thương có cái gì? Còn không bằng năm đó ta tại công trường lưng gạch gánh nước bùng lợi hại đâu, thẩm tuệ tâm vừa tức vừa đau lòng, ngươi còn không biết xấu hổ nói. Lúc ấy là lúc nào, hiện tại là lúc nào, quý sương minh chân chính tại trên công trường vất vả kỳ thật cũng chính là vừa bỏ học còn chưa trưởng thành kia hai năm, đợi đến đằng sau, hắn cũng đã là cái bọc nhỏ đốc công, ít nhiều có chút nhi ưu đãi nặng như vậy việc tốn sức, thật đúng là có mấy chục năm chưa từng làm. Quý Xương Minh đưa tay giúp Thẩm Tuệ Tâm biến mất dưới ánh mắt mặt nước mắt, không nghĩ tới bôi Thẩm Tuệ Tâm một mặt cho. "Ai, ta không phải cố ý." Thẩm Tuệ Tâm trừng mắt liếc hắn một cái đến lúc nào rồi? Còn nói đùa, Quý Xương Minh cười đem quần áo kéo lên bả vai, an ủi Thẩm Tuệ Tâm, thật không có sự tình, chính ta tâm lý nắm chắc. Bắc địa thời tiết so với chúng ta nghĩ còn lạnh hơn, được nhiều làm chuẩn bị, trước đó không phải đã hỏi quan binh rồi? Chúng ta đi chính là đất cằn sỏi đá, liền phòng ốc đều không có, không có cái thùng xe tử, hai mẹ con nhà ngươi làm sao chịu qua được? Thẩm Tuệ Tâm lại cảm động lại khó chịu, Minh ca, ta luôn luôn liên lụy ngươi. Quý Sương Minh vội vàng dụ dỗ nói, lời này của ngươi nói, ngươi một cái tiên nữ giống như thiên nga trắng, phối ta như thế cái con cóc, năm đó ta thế nhưng là cùng ngươi, cha ngươi mẹ ngươi cam đoan qua, ta ăn khan nuốt đồ ăn cũng phải làm cho ngươi được sống cuộc sống tốt. Quý Sương Minh nói dưới mắt điều kiện không tốt là ta không có năng lực nhưng tuệ tâm ngươi tuyệt đối đừng lại nói cái gì liên lụy không liên lụy ngươi cùng nhiên nhiên thật tốt ta liền có động lực làm gì đều không mệt nếu là không có ngươi cùng nhiên nhiên ta liền còn sống đều không có tí sức lực nào hai người lẫn nhau đỡ lấy đi lên phía trước quý tinh nhiên vội vàng đuổi đi lên đừng nói trước đây là khử ứ tiêu sưng thảo dược vừa đảo nát cha ngươi nhanh đắp lên quý xương minh nghe lời tùy ý hai mẹ con giày vò cuối cùng nói một câu đắp lên thật đúng là dễ chịu một điểm lạnh lẽo sau đó hỏi còn có hay không cho ngươi quý tam thúc quý tứ thúc cũng đưa một phần đi qua quý tinh nhiên gật đầu còn có ta để quý song nhi tại làm quý song nhi hai ngày này đều rất ít nghỉ ngơi một mực đang hái thảo dược nếu không tại sao nói chuyên nghiệp người tài vẫn là lợi hại đâu quý tinh nhiên qua thu thập đồ phổ phạm vi về sau liền không có làm sao tìm được thảo dược nhưng quý song nhi vẫn là một hái một cái chuẩn Quý Tinh Nhiên vừa rồi cầm đồ vật đi cùng Quý Song Nhi đổi thảo dược, Quý Song Nhi tịch thu. Tinh Nhiên tỷ tỷ, ngươi giúp ta nhiều lắm, ta không thể lấy thêm ngươi đồ vật. Quý Tinh Nhiên còn muốn nói nữa, Quý Song Nhi khẩn cầu, Tinh Nhiên tỷ tỷ, cầu ngươi, đừng cự tuyệt ta, ta muốn trở nên hữu dụng. Quý Tinh Nhiên ngẩn người, ngược lại nói ra, tốt, vậy ta thiếu ngươi một lần, nếu là có người khi dễ ngươi, ngươi tìm đến ta, ta giúp ngươi đánh nhau. Nàng cách đấu còn thiếu hai lần đâu. Quý Tinh Nhiên lúc đầu chỉ là thuận tiện kiểu nói này, kết quả Quý Song Nhi nước mắt đều đến. Nàng lên hướng phía Quý Tinh Nhiên cúi đầu, "Cảm ơn ngươi, Tinh Nhiên tỷ tỷ." Quý Tinh Nhiên, "A, à, kỳ thật không phải như ngươi nghĩ." "Được rồi, cũng kém không nhiều." Quý Tinh Nhiên đem Quý Song Nhi chuẩn bị xong thảo dược đưa cho Quý Phú Đình cùng Quý Vân Đài. Quý Vân Đài đệ tử liền vội vàng đứng lên cảm ơn. Bên kia Quý Phú Đình che lấy bả vai đau đến giật giật lão quản gia cùng mấy cái tôi tớ luống cuốn tay chân bưng cháo đổ nước nhìn thấy quý tinh nhiên tới quý phú đình vội vàng ngậm miệng không còn kích qua gọi bậy giả bộ trấn định nói tốt cháu gái ngươi yên tâm ngươi quý tứ thúc thân thể tốt đây cũng không phải cái gì bệnh tật lão đầu tử liên lụy nhi nữ cái chủng loại kia quý tinh nhiên im lặng quý tứ thúc ngươi trước bó thuốc đi hôm nay nếu là trễ xử lý ngày mai sẽ sưng lão cao ban đêm nghỉ ngơi một chút đến Quý Sương Minh mới mang theo bao thẩm các nàng đem đồ vật chỉnh sửa lại một chút, những vật này nhưng quá trọng yếu là tại tất cả mọi người trước mặt đều qua đường sáng, có thể quan minh chính đại dùng, húng hồ đồ vật càng nhiều, thì càng có thể che lấp không gian bên trong đồ vật, duy nhất tiếc núi chính là ba cái không gian bao lớn đều nhồi vào, quá không đủ dùng. Sáng sớm hôm sau, Quý Tinh Nhiên lên liền xem bói một chút, biểu hiện vẫn là trong phạm vi trăm dặm không có ngựa phỉ, Quý Tinh Nhiên xem như minh bạch dự báo thời tiết phạm vi chính là phương viên 50 dặm, xem bói phạm vi chính là phương viên 100 dặm, có chút tiếc núi, vốn đang coi là có thể dựa vào hoàng lịch làm huyền học đại sư, hung hăng làm thịt một nắm đất hào đâu, thu thập xong hành trang, mọi người tiếp tục đi đường, đi đường là một kiện sẽ để cho người chết lặng sự tình, nhất là tại không có biển báo giao thông, không có điện thoại bước số, cây số số nhắc nhở thời điểm. Quý tinh nhiên cũng không biết bọn hắn đi tính nhanh vẫn là tính chậm tóm lại chính là càng không ngừng đi, càng không ngừng đi. Quý tinh nhiên cùng trong đội ngũ người học xà cạp dùng vải đem bắp chân chăm chú bao lấy đến, có thể giảm bớt bắp chân sưng cùng mệt nhọc, chẳng qua bởi vì một mực đang đi, mỗi ngày chân đều là đau nhất, quý tinh nhiên cũng không biết cái này đến cùng giảm bớt bao nhiêu áp lực, khoảng cách 72 giờ đã qua 34 giờ, còn thừa lại 38 giờ, không sai biệt lắm một ngày rưỡi thời gian. Đến trời tối ngày mai khoảng 8 giờ hôm trước nhận lấy nhiệm vụ thời gian điểm trừ bỏ hai cái ban ngày là thuộc buổi tối hôm nay nguy hiểm nhất quý xương minh biết về sau lập tức căn dặn bao thẩm các nàng một tất cũng không rời thẩm tuệ tâm sau đó đi tìm quý phú đình quý vân đài cùng quan binh thương lượng quan binh cũng sợ mã phỉ quan binh tại phạm nhân trước mặt là thiên vương lão tử kia mã phỉ chính là tất cả mọi người diêm vương gia triều đình hàng năm đều tiểu phỉ cũng không gặp đem mã phỉ cho tiểu trừ toàn diệt nghe được quý xương minh quan binh thần sắc cũng nghiêm túc lên nay minh trong hai ngày có lẽ có mã phỉ xâm phạm. Tin tức này làm sao ngươi biết? Có thể tin được không? Chương 60, phía đông bắc 80 dặm địa, mã phỉ, quý xương minh kéo cái câu chuyện, nói là hôm qua trở về trong thành chọn mua thời điểm nghe được người khác nói mã phỉ sự tình. Sau đó trên đường trở về lại hình như nhìn thấy giữa rừng núi có bóng người thoáng một cái đã qua, dù sao chỉ tốt ở bề ngoài, thích tin thì tin, quý xương minh cũng không làm đảm bảo, đảm bảo cái gì không tốt, Đảm bảo mã phỉ nhất định sẽ tới, nhưng đã quý xương minh nói như vậy, mọi người cũng đều cảnh giác lên, quan binh để mọi người tận lực tập trung, đừng có lại thưa thất đi ra hơn một dặm, sau đó đem nam nhân cùng khỏe mạnh phụ nhân đi tìm đến, để bọn hắn đứng tại đội ngũ bên ngoài, phụ trách xem xét các loại tình huống, quý phú đình hạ nhân ở trong có mấy cái là biết võ lực, bị quan binh mang theo đi phía trước dò đường, lưu vong trên đường, nhiều nhất chỉ có thể làm được dạng này. Quát Phong thẩm tuệ tâm có chút bận tâm, quý xương minh an ủi, không có chuyện, chớ suy nghĩ quá nhiều, chúng ta đội ngũ này xem xét chính là lưu vong, không có cái gì chất béo, không có cái gì tội phạm tới. Đại khái suất cũng là một chút bình thường đều ăn không đủ no cho nên mới lên núi là giặt người, mới có thể đối với chúng ta dạng này đội ngũ đều bụng đói ăn quàng. Lời nói này phải có đạo lý, thẩm tuệ tâm thoáng yên ổn một điểm. Nói xong, lại nhịn không được đối quý xương minh nói ra, ngươi xem một chút nhiên nhiên, hiện tại liền cổng túi đựng tên chạy khắp nơi, sao quan binh tuần phải còn cần. Quý Sương Minh cười nói, nàng thích tuần liền để tuần đi thôi, nàng thể lực lại không thua tại ai, hiện tại tuần tra càng chặt chẽ, đối với chúng ta bảo hộ cũng càng nghiêm mật. Quý Tinh Nhiên cách mỗi 4 giờ xem bói một lần, xem bói phạm vi là phương viên trăm dặm, nàng trước kia tại trên tạp chí nhìn qua, phổ thông ngựa vận tốc tại 20 đến 30 km ở giữa, đương nhiên ngựa đua liền khác nói suy xét đến đường núi gập ghềnh, còn có người tầm mắt, 4 giờ là tỷ suất chi phí, hiệu quả cao nhất xem bói thời gian điểm rồi, lại lâu tác dụng không lớn, không có cách nào tranh thủ đến thời gian chuẩn bị, lại ngắn cũng không có lời, trừng phạt mới 100 sinh tồn điểm, ào ào xem bói dùng xong mười mấy cái, cái kia cũng quá hố, một cái ba ngày bình yên vượt qua, lúc này lưu vong trong đội ngũ người đều đã biết quan binh tại phòng mã phỉ. Thế nhưng là con đường núi này bên trên tầm mắt tốt thời điểm đứng tại đỉnh núi có thế nhìn thật xa nơi nào có mã phỉ tung tích a không ít người đều mệt đến nghĩ nằm xuống chúng ta nghèo như vậy mã phỉ còn tới tìm chúng ta làm gì ta mặc kệ ta không tuần tra có công phu kia ta còn không bằng nghĩ một lát đâu quý xương minh cười lạnh những người này thật đúng là bùn nhão không dính lên tường được loại người này bất tử còn cái gì người chết mãi cho đến ban đêm giáng lâm sau khi trời tối quý tinh nhiên xem bói kết quả rốt cục xuất hiện biến hóa, phía đông bắc 80 dặm địa, mã phỉ 53 người, đến rồi, quý tinh nhiên lập tức cùng quý xương minh cùng thẩm tuệ tâm nói, sau đó vừa nghi nghi ngờ, cha, không thích hợp, lịch ngày các hung hai ngày này đều như thế, biểu hiện phía đông bắc là cát, phía tây nam là hung, quý xương minh suy tư về sau nói, từ phía đông bắc đến, chưa chắc sẽ trực tiếp từ phía đông bắc phát động công kích, có lẽ là cuốn sau đến Tây Nam phương hướng mới động thủ, Quý Tinh Nhiên gật đầu, tốt, vậy ta đi phía Tây Nam, Quý Sương Minh cùng Thẩm Tuệ Tâm lo âu nhìn xem Quý Tinh Nhiên. Bọn hắn biết Quý Tinh Nhiên là muốn đi hoàn thành cái kia đánh lui 20 danh mã phỉ nhiệm vụ, cho nên mới muốn trực diện phía Tây Nam, nhưng thân là phụ mẫu. Làm sao lại yên tâm được, Thẩm Tuệ Tâm nắm lấy Quý Sương Minh tay khẩn cầu, Minh ca, ngươi đừng quản ta, ta cùng mọi người ở cùng một chỗ hoặc là không có việc gì phải có sự tình cũng không phải một hai người có thế bảo vệ ngươi mang nhiều một số người bồi tiếp nhiên nhiên đi thôi cũng chỉ có thể dạng này quý xương minh vội vàng đi tìm quý phú đình mượn người lại để cho quý vân đài cùng hắn các đệ tử nghĩ biện pháp mã phỉ có thể muốn đến phương hướng đông phương bắc nhưng cũng có khả năng từ phía tây nam quấn sau tập kích nói xong hắn hít sâu một hơi chờ lấy quý vân đài ra hỏi nếu như nói hai ngày trước nghe được có mã phỉ tin tức còn có thể nói tới đi qua, vậy bây giờ cái này liền phương vị nói hết ra, thực sự là vượt qua bình thường phạm vi. Quý Sương Minh trong đầu cực nhanh chuyển, nghĩ đến muốn thế nào ứng đối Quý Vân Đài. Kết quả Quý Vân Đài một chữ đều không nhiều lời, mang theo đệ tử liền vội vàng đứng dậy, muốn đi cùng quan binh thương thảo. Ai? Quý Sương Minh mắt trợn tròn, liền vội vàng kéo Quý Vân Đài, Vân Đài huynh, ngươi liền không hiếu kỳ vì cái gì ta biết phương vị kết quả quý vân đài một mặt không hiểu a à, không phải là bởi vì xương minh huynh đọc thuộc lòng chu dịch sao tuần chu dịch quý xương minh đột nhiên giác ngộ tới đúng a à. cổ đại người đọc sách kỳ thật cũng có nghiên cứu dễ học cái gọi là chu dịch xem bói nói cho cùng chính là xác suất học đời trước một mực có người cho rằng khoa học cuối cùng là huyền học nhưng huyền học cuối cùng là cao duy khoa học ví dụ như cái khác sinh vật có trí không sáng tạo khoa học ví dụ như ba chiều bên ngoài thời gian chiều không gian. Quý Sương Minh lúc này cảm thấy Quý Vân Đài cái này sách không có phí công đọc, quả thực giúp hắn đại ân, vội vàng nói, không sai, không sai, chính là cái này. Quý Vân Đài vội vàng chấp tay, Sương Minh huynh học thức uyên bác, tiểu đệ mặc cảm, ngày khác nhất định hướng Sương Minh huynh thỉnh giáo, mấy người đệ tử cũng đi theo tiên sinh cùng một chỗ chấp tay, sư bá tài cao, sau đó mới vội vàng đi tìm quan binh bố trí, nhìn xem bọn hắn bóng lưng rời đi, Quý Sương Minh vô ý thức sờ sờ cái óc, mặc dù tình thế nguy cấp, không phải đào ngủ thời điểm, nhưng nói đến còn thật không có ý tốt ta, à, thế nào liền thành Chu Dịch cao thủ đâu. Tiết núi không thể trở thành Huyền học đại sư Quý Tinh Nhiên lúc này còn không biết, nàng lão cha đã cướp đi nàng đại sư vị trí, nàng chính dọc theo phía Tây Nam tuần tra đâu. Đi sang kỹ năng tinh tiến về sau, Quý Tinh Nhiên rõ ràng có thể cảm giác được quan sát của mình lực có chỗ lên cao, 80 dặm không có nhanh như vậy đến coi như phi nhanh cũng phải một hai canh giờ nhưng là lân cận nhất định có thám tử không phải mã phỉ làm sao lại đuổi theo quý tinh nhiên tìm chính là cái này thám tử chỉ là có chút kỳ quái mã phỉ thám tử chẳng lẽ không phải mã phỉ sao trước mắt đến xem hệ thống mặc dù có chút hố nhưng là từ trước đến nay nói chuyện một miếng nước bọt một hơi đinh cũng chưa từng lừa nàng a à. đến cùng nơi nào xảy ra vấn đề rồi quý xương minh đem doanh địa sự tình sau khi giao phó xong mang theo mấy người chạy đến cùng quý tinh nhiên hội hợp, kết quả trái xem phải xem, cũng không thấy quý tinh nhiên tung tích, quý xương minh toàn thân huyết dịch lập tức tuôn hướng đỉnh đầu nhiên nhiên sẽ không cứ như vậy bị bắt đi đi, quý xương minh nháy mắt sụp đổ hô to, nhiên nhiên. Quý tinh nhiên, hối hận tràn ngập, hắn quá bất cẩn, sao có thể hoàn toàn tin tưởng cái kia hệ thống nói mã phỉ tại 80 dặm bên ngoài, nếu là hệ thống sai đây, mã phỉ đã tới đây hắn làm sao lại chủ quan đến thả quý tinh nhiên tới trước tuần tra quý xương minh một nháy mắt cảm giác trái tim của mình đều bị nắm chặt nếu là mất đi nhiên nhiên hắn mãi mãi cũng không có cách nào tha thứ mình cũng không cách nào đối mặt thẩm tuệ tâm đi theo quý xương minh đến mấy người cũng liền bận bịu bốn phía tìm kiếm tiểu thư quý đại tiểu thư nhưng đáp lại bọn hắn chỉ có gió thu cúng lên lá rụng thanh âm trừ cái đó ra hoàn toàn yên tĩnh